Hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần bài thứ 10, tức là vào thiền đường phải tùy chúng. Thì đây có một số chúng mới xuất gia thì học hơi lỡ dở, thì chúng ta cứ tiếp tục học theo. Thì hồi sáng và thượng có chống gậy ra hỏi thầy phó như thế này, là quý thầy mới xuất gia đó, có nghĩa là và thượng nói mấy chú mới xuất gia ở đây có dạy lực hay không. Sáng và thượng có hỏi thầy phó, thì thầy phó nói là chiều nay là có quý thầy dạy lực. Thì hòa thượng nói là cái giới lực quay nghi á, là người mới xuất gia phải cần nên học. Hòa thượng nhắc hồi sáng đó, thành ra quý thầy mà mới xuất gia á, là trước tiên phải nghiên cứu về giới lực cho chuẩn, chứ đừng có học cái gì cao gì hết á. Mà trong cái phần giới lực ngày hôm nay, ý chúng tôi muốn nói á, là chư Phật hay nói khác hơn chư Tổ á, là cũng dạy qua cái phần sự và lý. Thì chúng ta học qua cái phần sự, rồi có những lúc chúng ta học qua cái phần lý để chúng ta nắm bắt về cái phương pháp thiền. Thì đây chúng tôi nghiên cứu về giới lực á, là không phải dạy về giới với giáo tâm, mà ở đây á, là chuyên hẳn về giới và thiền. Thì mấy thầy mà mới học á, đừng có ngạc nhiên là tại sao trong cái phần giới lực này có dạy đi thẳng về thiền. Ở đây á, dạy nhằm mục đích là giới và thiền, chứ không phải giới và giáo tâm đó. Để nói trước cho quý thầy rõ, thì nghĩa phàm đổ nước nhơ, tức là nước dơ, chẳng được giữa đường, chẳng được cao tay hắt đổ, phải cách đất chừng 4-5 tấc. Từ từ mà đổ, phàm quét đất, chẳng được quét ngược gió, chẳng được nhóm bụi đất để sau cánh cửa. Thì đây qua cái phần này, chư Phật chư Tổ nhắc nhở mình làm cái gì? Tức là phàm đổ nước nhơ là chẳng được đổ giữa đường, mà chẳng được cao tay hắt đổ, là chỉ mình phương pháp cái gì? Thầy biết không? Ở đây là chỉ mình phương pháp chánh niệm, phải không? Có nghĩa là cái phương pháp chánh niệm chưa phải là cái chỗ cứu cánh giải thoát cuối cùng của đạo Phật. Mà quý thầy nên nhớ nha, trong cuộc sống tu hành, nếu một người mà không có chánh niệm giống như một cái cửa mà không có chìa khóa mở được. Chánh niệm giống như một cái chiếc chìa khóa mở để đi vào chi kiến Phật. Cho nên ở đây là phàm đổ nước nhơ là sao? Là chẳng được cao tay hắt đổ, mà phải đổ từ từ, cách mặt đất chừng 4-5 tấc. Chẳng hạn như quý thầy trưa lại hay là sáng, buổi sáng mà quý thầy rửa chén, có một số huynh đệ nào đó mà không có chánh niệm cái mình đổ hất vào một cái, thì một số người đứng xung quanh á, sao ta bị ướt sao? Rồi ta sanh cái tâm phiền não nữa, mà nhìn người đó là không biết, biết người này là không có phương pháp tu, không có tinh thần chánh niệm đó. Rồi phàm mà quét đất á, chẳng được quét ngược gió, chẳng được nhóm bụi đất để sau cánh cửa. Thì qua những cái quay nghi phép tắc này á, quý thầy thấy rất là đơn giản, nhưng mà chư Tổ vì đánh mạnh cho mình á, là làm cái gì cũng phải có chánh niệm, cũng phải có tỉnh thức hết. Bởi vì trong phần quay nghi á, toàn là gì? Là quét đất, rồi ăn cơm, rửa chén, không có ngồi cái gì hết, mà đều nằm trong tinh thần của thiền tập. Thì trong Sa Di học xứ, tổ tiên được sư dạy, quét đất mà ngược gió, để bụi hát vào mặt là người không có trí huệ. Nhóm bụi đất để sau cánh cửa, người này có thủy mà không có chung, về sau kết quả có thể thấy. Thì đây á, tổ tiên được sư nói mình sao? Có nghĩa là nhóm bụi đất để sau cánh cửa, có một số người quét rác đó là không có chịu hốt. Đại khái vậy, cho nên tổ thấy, tổ dạy cho cái người hậu học là sao? Người này có thủy mà không có chung, về sau kết quả có thể thấy. Ngày xưa
là các tùng lâm á, là một thầy một trò, cho nên người trò mà làm cái gì á, ông thầy cũng để ý biết hết. Mình đừng có nói gì cao siêu thiền gì hết á, mà trong cuộc sống làm việc, trong cuộc sống tu hành á, là cái người đi trước ta nhìn xuống, ta biết cái tương lai của cái người đệ tử mình như thế nào. Ta nhìn là gì? Ta nhìn ta biết cái tương lai mình là đi đến đâu, tương lai mình có thành bậc pháp khí hay không, là các ngài để ý mình trong công tác làm việc. Chẳng hạn như trẻ củi, hồi xưa là ở đây là chúng tôi trẻ củi là bà thượng hay đi vòng, bà thượng đứng từ xa bà thượng nhìn đến, hay là làm công tác trẻ củi rồi hành đường chị Nhật là bà thượng hay đứng từ xa bà thượng nhìn đến, coi thử cái hành động của mình, cái cách thức mình làm việc như thế nào, biết người đó sau này có một cái năng lực đi vào cuộc đời này hay không. Thì người xưa hay là người nay mà có cặp mắt sáng thì các ngài hay để ý vào những cái công chuyện hàng ngày đó. Rồi kinh nói quét đất phải khiến cho sạch, chẳng được có dấu, có dấu tức thời quét lại. Thì đây Phật dạy là mình quét đất phải khiến cho nó sạch, mà chẳng được có dấu, có dấu tức thời quét lại. Thì chẳng hạn như quý thầy mà quét đất ở xi măng phải hay ở gạch gì nó sạch là đúng rồi, nhưng mà thời xưa là có những cái tùng lâm là quét trên mặt đất, mà quét trên mặt đất biết bây giờ cho sạch, cái thầy nghiệm đúng không? Nhưng mà ở đây ngầm mục đích cái gì? Ở đây qua cái lý thiền rất là sâu. Ở đây hồi nãy tôi nói là chúng ta học qua cái sự, thì chúng ta phần này chúng ta học qua cái lý, là Đức Phật nói quét đất là phải khiến cho nó sạch, có nghĩa là cái phương pháp mà chúng ta tu tập về thiền tập á. Chẳng hạn như chữ Phật, quý thầy học chữ Hán chưa? Chữ Phật đó là bên trái là chữ gì? Hả? Bộ gì? Bộ nhân. Bên phải là chữ gì? Phóc. Phóc có nghĩa là gì? Là quét đó, tức là hàng ngày, hàng giờ, hàng đêm, hàng năm, hàng tháng chúng ta quét, quét sạch cái tâm thức của mình á, thì sao? Thì mới thành được Phật. Phật là bậc giác ngộ, mà muốn được vậy thì chúng ta phải quét cái đất tâm của mình. Mà ở đây nói là quét mà không còn dấu vết nữa thì mới đúng. Thì đây nhằm mục đích là đạt đến cái chỗ là gì? Là một người hành giả tu là phải đến cái chỗ vô tu vô chứng, năng sở chủ khách phải quét sạch hết. Chứ còn thôi nếu chúng ta tu mà không khéo á, chúng ta chấp này, chấp thành Phật nè, chấp thành Thánh nè, rồi cái người mà mới xuất gia không khéo thì hay bệnh lắm. Quý thầy biết bệnh gì không? Không khéo nếu mà chúng tôi đây không có chỉ cho kỹ á, là mình vào thất hoặc nó khác hơn, mình tu á, mình mong cầu có một cái gì khác lạ hơn huynh đệ, mà chính cái mong cầu đó, chính cái cách trước đó lại trở thành bệnh. Cho nên Tổ Lâm Tới nói nè: này các ông, các nơi nói đạo có tu có chứng, chớ lầm, giả sử có pháp tu được cũng đều là tạo nghiệp sanh tử. Ông nói lục độ vạn hạnh đồng tu, ta thấy đều là tạo nghiệp, cầu Phật cầu pháp tức là tạo nghiệp sanh tử. Ở đây nhằm mục đích cho chúng ta thấy là quét là phải quét cho sạch hết, nếu mà còn có một cái chút gì dấu vết cũng đều là bệnh hết. Thì tôi cởi, xin cởi một câu chuyện là ngày xưa là thầy Phước Hảo, thầy có cởi lại là ở Phú Yên có một vị thượng tọa nhập thất cỡ 3 năm đó. Thì một hôm ngài ngồi yên vậy, cái tự nhiên ngài thấy trên cái lỗ chân lông ngài gì ngũ sắc, tức là những lỗ chân lông biến hiện ra những cái ngũ sắc, những cái luồng ngũ sắc phóng ra. Thì thượng tọa này, cái vị này vừa khởi niệm lên là mình chứng thánh rồi đó, thì sao? Thì bị rớt vào đường tà. Mà rớt vào đường tà rồi đó thì tự nhiên sanh bệnh, mà sanh bệnh á thì tức là tạo nghiệp sanh tử. Bởi vì sau khi mà khởi niệm mình chứng thánh rồi á, chuẩn bị đi xuống núi giáo hóa chúng sanh á, thì tối đó về lại bị phạm giới. Quý thầy thấy không? Cho nên đây nói hả, mà cầu Phật cầu pháp á, là đều tạo nghiệp sanh tử hết. Bởi vì mình thấy có một cái gì ở ngoài mình tức là tạo nghiệp hết. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm nói á, nhược tác thánh giải tức thọ quần tà, bất khởi thánh tâm tức thiện cảnh giới. Có nghĩa là trong lúc chúng ta hạ thủ công phu á, có những cái điềm lạ nó hiện ra đó, thì cái đó là công phu tốt á. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói cái đó là cái cảnh giới thiện, nhưng mà mình chấp và mình chứng thánh có một cái gì đó nữa thì mình rớt vào cái cảnh giới của ma. Quý thầy thấy không? Còn cái phần thứ hai nữa là bây giờ có một số người tu, ở đây quý thầy nghiên cứu kỹ là có một số người tu lại hay nghe bên lỗ tai nói chuyện nữa. Quý thầy để ý có, chẳng hạn như có một số người tôi xuống thành phố này, có một cái vị này là trì chú đại bi, rồi bây giờ nghe lỗ tai nói chuyện ở trên trời dưới biển, rồi đứng giữa trời múa may vậy. Hỏi ra là hồi xưa
cũng là có tu rồi trì chú đại bi, bây giờ lạc đường, nghe lỗ tai có tiếng nói là trách vào. Cho nên mỗi cái gì cũng đều có một cái năng lực riêng, rồi chúng ta không biết, chúng ta trách vào cho cái đó là mình á, thì tự nhiên thật sanh bệnh. Rồi có những người nói là nghe lỗ tai nói là Phật nói Pháp, cái gì cũng biết hết. Đó, quý thầy thấy rất là rõ. Cho nên ở đây nói là Phật nói là quét đất phải khiến cho sạch, chẳng được có dấu, mà có dấu là tức thời quét lại liền. Có một cái điểm nào đó là quét sạch hết. Rồi câu chuyện thứ ba nữa đó, tôi nêu ra cho quý thầy thấy cái điểm này nè. Nếu chúng ta chấp vào có sự tu, có sự chứng là lạc đường hết. Ở thành phố có một vị này tu thiền cũng rất là lâu, nhưng mà có cái tâm hơn ngã mạn một chút, có nghĩa là thấy mình biết nhiều, thấy mình biết hơn các những người khác, cho nên hơi có một sanh một cái tâm hơi ngã mạn. Thì một hôm ông đang ngồi thiền vậy, thì ông thấy trước mặt ông có hai hàng, tức là hai hàng giới, hai hàng Bồ Tát mới thỉnh ông lên tòa sang để mà thuyết một bài pháp. Thì ông thấy gì, ông bước xuống và ông chuẩn bị lên hấp tòa thì ông rớt xuống cầu thang, bây giờ nằm liệt giường chỗ. Quý thầy thấy không? Cho nên thấy mình có tu, thấy mình có chứng, thấy mình có cái gì đó đều là bệnh hết. Nhưng mà sau khi mà có những cái cảnh giới mà nó hiện ra, nếu không được những người mà đi trước, hay nói khác hơn những bậc cao tăng mà chỉ cho mình toàn bộ đều sanh bệnh hết. Ở đây nói ra với thầy nói chắc tôi là ức thiết cho làm nhờ biết được cảnh giới này, đúng không? Đây tôi xin cởi một cảnh giới mà chính chúng tôi rớt vào, mà nếu không có, ngày xưa tôi còn nhớ là tôi ở trên không mà chuẩn bị mà trả lại cho hòa thượng là chúng tôi lên công quả đó. Mà sau khi công quả buổi sáng rồi buổi chiều là thầy Phước Hảo cho chúng tôi tu, tức là tu suốt luôn á. Cho nên mà một khi mà quý thầy mới mà xuất gia đó, hay nói khác hơn mà mình mới biết đạo á, thì mình công phu á nó hay có một cái sức dồn ép để cho mình mong đạt vào một cảnh giới nào đó, đúng không? Thành ra mình tu lâu năm rồi mình mới thấy là cái đó nó chọc, nó không phải đúng. Mình tu bình thường, chẳng hạn như sáng chúng ăn cơm trên quả đường mình lên mình ăn, rồi trưa chúng ăn cơm, rồi chiều chúng tụng kinh ngồi thiền mình làm y như chúng thì tốt. Nhưng mà ngày xưa mình phải làm gì? Ngày xưa là mình ngồi thiền suốt ngày suốt đêm luôn. Chính chúng tôi rớt vào trạng thái này thì lúc đó là được 3 tháng rồi đó. Trên chân không á, thì một hôm cỡ khoảng 2 giờ trưa á, thì tôi ngồi đang ngồi thiền dưới gốc cây á. Ngày xưa là hay ngồi thiền dưới gốc cây lắm. Thì bỗng nhiên tôi thấy một đàn kiến. Cái thầy thấy rớt vào cảnh giới đó mình thấy mới dữ nha. Thì mình thấy một đàn kiến là tự trong cái tâm thức mình á, trong cái tưởng của mình á, là mình biết là đàn kiến này nó từ đâu đến, và sao tại sao nó bị thọ khổ vào cảnh giới này. Cái tự nhiên mình khởi cái niệm từ bi lên, mình thương, mà vừa thương xong là nước mắt nó chảy, giống như là mình gặp một cái trạng thái mà cha mình mất, mẹ mình mất, quý thầy thấy dữ gì đó. Thì sau khi khóc sướt mướt rồi mình tưởng là mình phải hành cái đạo Bồ Tát để cứu cái đàn kiến này thoát khỏi cảnh giới này. Thì sau khi mà rớt vào cảnh giới đó xong rồi thì xả ra thì gặp cái gì cũng khóc hết, là bị cái gì nhập đối với thầy, biết không? Bị ma sầu bi nó nhập rồi đó. Cho nên có những người mà tu thiền mà hay cười á, đụng cái gì cũng cười á, tưởng cái đó là tốt mà không phải. Nhưng mà với cặp mắt tôi biết người đó đang bệnh. Bởi vì hả? Bị ma gì, quan hỷ nó nhập. Một là khóc, thấy cái gì cũng khóc đó. Còn đụng cái gì cũng cười cười hả là bệnh á. Quý thầy đừng có tưởng nha, cái đó là bệnh á, bệnh mà không biết. Cho nên sau khi tôi vào tôi trình thầy Phước Hảo, thầy nói là chú bị rớt vào cái đó rồi, giống như bị ma sầu á, ma sầu bi nó nhập vào cái tâm phủ rồi. Mà ma sầu bi nó nhập rất là nguy hiểm. Một thời gian sau mà nếu không có người mà chữa trị cho mình á, thì tự nhiên cái thân mình nó khô, nó rút lại, rồi từ chết. Thì sau khi mà vào trình thôi á, thì thầy Phước Hảo thầy nói là ngồi thiền sát bên thầy, bắt đầu thầy chỉ cái cách phương pháp mà buông xả. Có nghĩa là cái niệm mà cái từ bi mà nó đến á, có một cái niệm nào đó là thầy bắt mình phải buông xả hết tất cả, trở về cái trạng thái rỗng không. Trở về cái trạng thái rỗng không rồi á, thì mấy tháng sau nó mới hết. Quý thầy thấy không? Cho nên ở đây là kinh nghiệm của người mà tu đi trước á, các ngài chỉ cho mình. Rồi quý thầy nhớ thiền sư Thám Sơn không? Vào thất á, ở đây quý thầy ít làm thơ không? Vào thất rồi quý thầy khởi niệm á, làm bao nhiêu cũng được á. Chẳng hạn như đây quý thầy làm 4 câu thơ làm được, nhưng mà vào thất quý thầy mà khởi niệm làm cởi làm thơ làm 8 cuốn sách cũng có. Nhưng mà cái cảnh giới nó đến rồi phải biết làm gì, là ngài cởi lại trong cái cuốn sách đó, trong cái ngữ lục của ngài á, là mình phải đắp mền lại, ngủ một giấc thật sâu thì xả ra thì hết. Nhớ kỹ điểm đó. Cho nên ở đây là có những cái cảnh giới mà khác lạ đến, cái đó nó là gì cũng là tốt, nhưng mà chấp vào á, chấp vào cái đó là cái chỗ thù thắng á, đều là sanh bệnh hết đó, quý thầy thấy không? Cho nên á,
cầu Phật, cầu Pháp đều là tạo cái nghiệp sanh tử hết. Và gì nữa? Cầu Bồ Tát cũng là tạo nghiệp, xem kinh, xem giáo cũng là tạo nghiệp. Đây chẳng lẽ bắt mình không cho xem kinh, xem giáo? Và bữa chúng ta học đó, mình xem kinh, xem giáo là để làm cái gì? Để cho mình hiểu rồi mình hành, chứ không phải đem ra mình cãi. Mà tranh cãi tức là tạo nghiệp. Đối với thầy, lúc mà mình xem kinh, xem giáo mà mình hiểu á, mà hai huynh đệ cãi với nhau á, là đối với thầy tạo nghiệp gì? Ai biết? Đức Chế biết tạo nghiệp gì không? Đối với thầy tạo nghiệp gì? Chẳng hạn như mình xem kinh, xem giáo á, đây thì mình nói tạm thôi, mà trong lúc đang cãi nhau á, thì tạo nghiệp Atula chứ có gì? Phải không? Cãi nhau thì xong. Mà xong chính là, ở đây tổ nói nè, chính là tạo nghiệp, mà tạo nghiệp sanh tử. Cho nên nó tổ dạy tiếp nè: người học không rõ vì chấp chữ nghĩa, bị những danh từ phàm thánh làm ngại, cho nên ngăn chướng mắt đạo không được phân minh. Như Lai, như 12 phần giáo đều là những lời nói để hiển bày. Đây tham tổ dạy tiếp cho mình á, là người học không rõ vì chấp chữ nghĩa, bị những danh từ phàm thánh làm ngại. Chẳng hạn như phàm là gì? Phàm chẳng hạn như mình phân tích địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người. Cái bắt đầu mình đem ra phân tích thánh là gì? Thánh là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Cái mình phân tích cái mình chia sẻ. Nhưng mà ở đây á, nó làm chướng cái mắt đạo của mình, mà không hiểu á, là như 12 phần giáo á, đều là những lời nói để hiển bày cái chỗ đó, cái chỗ tri kiến Phật. Nếu mình không nhờ học kinh xem giáo lý thì mình hiểu. Cho nên ở đây á, mình nương gì? Nương giáo lý. Mà trong kinh Phật nói giống như ngón tay chỉ mặt trăng đó, rất là rõ. Còn đây mình chấp ngón tay cái mình cho là mặt trăng luôn, cho nên đánh mất cái chi kiến. Người học không thể hội lại nhằm trên những lời hiển bày đó mà sanh hiểu, đều là nương tựa rơi vào trong nhân quả, chưa khỏi sanh tử trong ba cõi. Nếu ông muốn thoát sanh tử, đi đứng buông nắm tự do, thì hiện nay phải biết lấy người đang nghe pháp. Có nghĩa là mình muốn mà không bị mà sanh tử mà câu thúc gì trói buộc mình á, là mình phải nhận lấy cái người đang nghe pháp. Trong giờ phút thực tại này, trong giờ phút ngay cái điểm đích này á, mà quý thầy nghe pháp mà lắng thần không suy niệm gì hết á, đó là người đang nghe pháp. Cái gì biết được đang nghe pháp. Cho nên ở đây mình nghe pháp rồi mình học giáo lý là các ngài luôn luôn bắt mình phải phản quan lại, tức là phản quan lại mình tiêu dung. Quý thầy học nhớ rằng mình học pháp, học Phật á, là mình phải tiêu dung. Còn mình không tiêu dung á, thì các ngài nói mình là gì? Gì? Cam lồ mà biến thành độc dược. Pháp của Phật là cam lồ, mà nếu chúng ta không tiêu dung được á, không thực hành được á, thì biến thành độc dược. Mình học rất là nhiều, nhưng mà trong cuộc sống giữa đời thường này á, oai nghi phép tắc giới lực mình có, thì các ngài nói mình cũng giống như á, cái người đếm châu báu cho người khác, đếm tiền cho người khác, chứ không có sử dụng được gì hết á. Cho nên qua cái phần oai nghi phép tắc này, nếu một người mà chịu khó học hỏi, thực hành, thu thúc sáu căn á, thì tự nhiên mình thấy người này rất có mô phạm trong cuộc sống. Mà mô phạm chính ở đây là gì? Là thấu tột người đang nghe pháp đó. Người này không hình, không tướng, không cõi, không gốc, không chỗ ở, mà sống động rõ ràng, cần thì lập bày la muôn thứ. Có nghĩa là tổ nói cái người đang nghe pháp này á, nó không có hình, không có tướng, không có căn, không có cõi, không có gốc, nhưng mà gì? Mà sống động rõ ràng, cần á thì lập bày ra muôn thứ. Có nghĩa là sáng nay quý thầy nhìn trên bảng thấy mình đi chị Nhật thì lập bày gì? Lập bày mình đi chị Nhật. Và sáng nay quý thầy nhìn trên bảng thấy mình trẻ củi thì mình đi trẻ củi. Rồi mai nay quý thầy nhìn trên bảng không thấy mình đi trẻ củi nữa mà làm gì? À, cút đất, cút cỏ gì đó. Nhưng mà quý thầy niệm lại có một mình nè. Nhưng mà tại sao phân nó muôn thứ? Đó, ở đây chính cái điểm mà tổ nhắc cho chúng ta thấy được á, cái chỗ này, cái người đang nghe pháp này là phải cần nhận ra chỗ đó. Chỗ dùng chỉ là không chỗ, cho nên tìm thì càng xa, cầu thì càng trái, cho nên gọi đó là bí mật. Cho nên họ càng cầu càng xa. Thì ở đây qua cái phần trước chúng ta thấy được là Phật dạy bắt buộc mình phải quét cho sạch hết. Quét sạch hết mình tưởng không còn cái gì, nhưng mà chừng mà sạch hết rồi á, thì nó hiển bày ra cái gì? Cái con người đang nghe pháp.
Cho nên đây là coi kinh xem giáo mình phải biết. Cho nên ngày xưa vào cái thời mà Trung Hoa, mà cái thời Đường mà thiền tông thịnh hành nhất á, thì xuất hiện một vị tổ, đó là tổ Bá Trượng. Mà vị tổ Bá Trượng này á, là có những người đến cầu pháp rất là nhiều, mà trong đó có một vị thiền sư, đó là thiền sư Thần Tán, ở với ông thầy bổn sư mình lâu năm rồi mà không hiểu thiền hiểu đạo hết, cho nên đến đi hành cước, phải không? Đi hành cước một thời gian sau ngộ đạo rồi mới nhớ ơn ông thầy, mới về phục vụ lại. Quý thầy thấy không? Chứ không phải bây giờ cái nghe nói mình ngộ đạo rồi về cái mình thèm nhìn mặt ông thầy hết, đúng không? Cho nên người thời nay khác người xưa, mình đã ngộ đạo rồi mà thương cảm ông thầy chưa biết đạo, cho nên bắt buộc trở về để mà dìu dắt ông thầy đó. Thì một hôm á, ông thầy ông thấy á, vị thiền sư Thần Tán này á, đi hành cước lâu năm rồi mà cũng chưa có ngộ đạo gì hết, cho nên bắt phục dịch lại. Một hôm tắm đó, tắm cái thiền sư Thần Tán mới vỗ vào lưng ông thầy nói á, điện Phật thì rất đẹp mà Phật thì không thánh. Vừa nói gì cái ông thầy ông soi ra soi lại, nói tuy không thánh mà hay phóng quang. Quý thầy thấy không? Đó là con người đang nghe pháp á, không có linh không có thánh nhưng mà thường gì thường biết. Thì một hôm ông thầy ông mới xem kinh, xem kinh á, thì thiền sư Thần Tán mới đọc bài kệ như thế này. Sẵn dịp có con ong á, nó chui vào cửa sổ đó, thì mới đọc như thế này: không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái si, bách niên tán cổ chỉ, hà nhật xuất đầu thì. Có nghĩa là cửa không á, thì chẳng chịu ra. Sao nữa? Giống như con ong mà chui cửa sổ vậy đó, rồi trăm năm dùi giấy cũ, ngày nào mới được ra. Thì ở đây nói là ông thầy là chuyên gì? Chuyên xem kinh, chuyên giáo lý, mà không biết được cái cửa đó, cái cửa mà không môn đó, để mà tìm cách mà thoát ra được. Thì đây cho chúng ta thấy được là mình coi kinh xem giáo lý, hay nói khác hơn mình tu là mình không có chấp, mà chấp tức là bệnh đó, rất là rõ. Rồi tổ dạy tiếp: Phật cùng với tổ, sư là người vô sự, cho nên hữu lậu thì hữu quy, vô lậu thì vô quy, là nghiệp thanh tịnh. Có nghĩa là không chấp trước một cái điểm nào hết á. Chẳng hạn như quý thầy làm phước, chẳng hạn như mình chẻ củi, nấu cơm, làm việc cho chúng cũng là cái phước á. Nhưng mà trong tinh thần mình vô chấp á, thì nó trở thành cái gì? Thành cái vô lậu. Mà vô lậu là vô quy, đó là nghiệp thanh tịnh. Còn đây mình làm á, mà mình thấy trên bảng ba người, mà mình nhìn lại thì mình thấy cái hai người đi làm à, cái mình khởi cái niệm lên. Khởi cái niệm gì? Ồ, sáng nay ba người làm mà sao giờ này cái hai người cái mình chịu làm, rồi mình cằn nhằn, rồi mình trách móc gì đó. Đó là gì? Đó là cái nghiệp hữu lậu. Mà hữu lậu tức là cái hữu quy, mà hữu quy tức là tạo tác. Cho nên trong tinh thần làm việc đó mà chúng ta biết cách chuyển hóa thì nó cũng trở thành cái nghiệp thanh tịnh rất là rõ. Rồi ngài dạy tiếp nè: có bọn chọc mù ăn cơm no rồi, bàn ngồi thiền quán hạnh, nắm bắt vọng niệm không cho chạy khởi, chán hiên náo tìm yên tĩnh, đó là pháp ngoại đạo. Quý thầy thấy không? Cho nên đây nói nè, là có một bọn chọc mù ăn cơm no rồi, bàn ngồi thiền quán hạnh, nắm bắt vọng niệm không cho chạy khởi, chán hiên náo tìm yên tĩnh, đó là pháp của ngoại đạo, chứ không phải là cái pháp mà tổ sư thiền. Mà cái pháp tổ sư thiền là cái pháp hướng thượng, là trong tinh thần làm việc đó chúng ta phải nắm bắt được như thế nào, chúng ta phải tìm cái chỗ yên nghỉ như thế nào, chứ không phải làm gì nắm bắt vọng niệm không cho chạy khởi. Như vậy chúng ta nghe qua cái bài này thì chúng ta thấy tổ gì không cho mình gì nắm bắt vọng niệm nè, không cho chạy khởi, thì như vậy chúng ta ngồi thiền cho vọng niệm khởi thoải mái luôn, phải không? Cứ nghĩ là vọng niệm khởi thoải mái luôn thì mới đúng cái tinh thần này. Phải đúng gì không? Đúng vậy không Đức Chi? Ở đây mình phải nhớ kỹ là một điểm và thượng thường dạy đó, chủ chỉ biết khách thôi, tức là vọng niệm bao nhiêu vọng niệm lên xuống sanh diệt mà nó không ra ngoài ánh sáng của Bát Nhã, tức là niệm sanh niệm diệt, niệm còn niệm mất, niệm tập đố, niệm ích kỷ, niệm sang tham, một ngàn thứ niệm mà không ra ngoài cái chi kiến của mình thì đúng. Chứ không phải là nắm bắt vọng niệm rồi mình chụp mình đè nó xuống, đó là bệnh. Thứ nhất là dung túng vọng tưởng, tưởng là phàm phu, mà đè nén vọng tưởng là hàng dị thường. Mà ở đây tổ dạy mình như thế nào đó chuyển hóa vọng niệm. Chẳng hạn như một niệm khởi xấu ác mình hay khởi lên, tập đố đây với thầy, chuyển cái niệm đó liền, chuyển cái niệm tức khắc liền, không cho nó sanh khởi nữa. Thì từ từ á, lâu ngày trời tháng thì những hạt giống tập đố ích kỷ của quý thầy nó chết, nó chết, nó không còn tái tạo nữa.
Cho nên qua cái phần mà quý thầy mà học đến cái chỗ mà cái phần sau á, tổ dạy rất là rõ. Sư nói nếu ông dùng tâm quán tịnh, khởi tâm soi ra ngoài, nhiếp tâm lặng bên trong, lắng tâm vào định, những hạng như thế đều là tạo tác. Chỉ như người đang nghe pháp thế ấy của ông hiện nay, làm sao để tu y chứng y trang nghiêm y? Quả lại y không phải là vật để tu, cũng chẳng phải là vật trang nghiêm được. Nhưng nếu bảo y trang nghiêm thì y trang nghiêm được tất cả. Có nghĩa là cái này á, là tổ dạy mình á, là trong công tác đi đứng nằm ngồi làm việc á, là mình phải tu. Cho nên nó hợp với cái phần quay nghi này lắm. Chẳng hạn như quý thầy mà quét sân, sáng mình quét sân nó cũng là tu. Nhớ kỹ nha, chứ không phải mình lên ngồi thiền mới là tu. Bởi vì y không có gì để mà tu hết á. Nhưng mà biểu y trang nghiêm á, thì y trang nghiêm được hết tất cả. Đó, quý thầy thấy nhớ chỗ đó. Cho nên là hôm chúng ta học qua cái phần mà thiền sư Việt Nam á, tổ Bách Trượng nói á, là gì? Là tâm địa nhược không tệ nhật tự chiếu. Cái quý thầy nghe nói như thế vậy á, là chừng nào mà cái tâm mình nó rỗng không á, không còn vọng niệm nữa, thì tự nhiên trí huệ nó chiếu ra, biết hết tất cả. Đúng vậy không? Phải vậy không? Chẳng hạn như á, cái tâm mình nó không còn vọng niệm nữa, không còn tập đố, không còn ích kỷ, không còn sang tham nữa, thì tự nhiên cái trí huệ với thầy biết hết, cái gì cũng biết hết. Ở đây tôi mà trí huệ tôi chưa biết mà tôi cũng biết chút chút vậy, mà cái tâm tôi vọng tưởng quá trời nhiều nè, phải không? Cái người kiến giải như thế vậy. Nhưng mà quý thầy nhớ kỹ một điểm nha, tức là đất tâm mà nếu không á, tức là không còn tạo tác nữa, thì tự nhiên cái cảnh đến quý thầy á, không có tánh nhiễm. Nhớ kỹ điểm đó, chứ không phải tự nhiên mình phát ra trí huệ mình biết cái ông A này ở đâu, ông B này ở đâu, quỷ thần nó cũng biết vậy, đúng không? Cho nên là cái trí huệ, mặt trời trí huệ tự nó chiếu ra là tự nhiên mình biết hết tất cả. Nhưng mà mình không đắm nhiễm hết tất cả thì y là trang nghiêm được tất cả. Chứ mình phải hiểu như thế vậy. Chẳng hạn như ngày xưa mà để trên bàn một trái ổi là quý thầy bỏ túi liền. Đó là cái trí huệ mình nó không chiếu, cái tệ nhật nó không chiếu. Còn đây mình thấy trái ổi, trái thanh long mình coi nó dững dưng, cái gì mà dính dáng, đó là trí huệ nó chiếu á. Nó chiếu hoài mình thấy các pháp đều là rỗng không, là vô thường, là khổ, thì mình đâu có tham chấp nữa. Thì lúc này cái trí huệ tự nó phát huy ra, thì đó là quý thầy tu càng tiến. Mà ở đây mà quý thầy xuống nhà bếp, xuống kho mà thấy cái gì quý thầy cũng chiếu bỏ túi hết là trật, đúng không? Cái đây cái phương pháp mà cái tinh thần quay nghi Phật dạy á, là mình tưởng đừng có tu đâu xa, mà trong cuộc sống giữa đời thường này, trong cuộc sống gì, hành đường chị nhật trẻ củi, quét nhà quét sân, làm lao tác với chúng, mà luôn luôn có gì, có ánh sáng bát nhã nó chiếu ra. Mà nó chiếu ra rồi thì tự nhiên lâu ngày chày tháng cái tâm quý thầy nó dừng lại. Chẳng hạn như ngày xưa cái người huynh đệ mình nói trái tay một cái là mình nổi giận liền. Nhưng mà bây giờ ngược lại, mình tu càng ngày á, cái lời của huynh đệ nói ra tự nhiên mình vừa khởi niệm lên, tự nhiên có một cái gì đó nó chặn lại, nó ngăn lại, hay nói khác hơn, nó giống như automatic vậy, nó không khởi niệm gì hết á. Thì lúc này đó là tệ nhật tự nó chiếu, nó phá ra những cái hạt giống vô minh. Cho nên quý thầy đừng có nghĩ rằng mình hiểu cái lý thiền á, là mình nói nè, chẳng hạn như phiền não là vốn không, đúng không? Trong lý thiền nói á, phiền não tức bồ đề, bởi vì cái tức đó là nó rỗng không nó mới tức được. Còn nó mà có một cái gì đó thì nó tức không được. Nhưng mà với cái tinh thần của duy thức học nói á, là chỉ trên cái lý thôi. Nhưng mà nói về cái sự á, là trong vô lượng kiếp, cái hạt giống mà phiền não của quý thầy bây giờ nó kết tụ thành sạn, giống như sạn thận vậy, đúng không? Giống như mình nói là sạn mật á, sạn trong mật á, phải dùng thuốc gì để nó sổ ra. Nếu mà không sổ là quý thầy phải tìm cách mổ ra, mổ sạn thận á. Thì ở đây á, là có cái phương pháp gì uống cho nó tiêu cái sạn thận đó. Phương pháp gì? Tức là mình uống cái thuốc gì đó mà những cái hạt giống phiền não nó cù cẳng, nó tiêu dung. Bởi vì quý thầy nhớ kỹ một điểm nha, chẳng hạn dưới đất á, mà nó có những cái hoa lạ, quý thầy tưới nước nó mới nảy mầm nó sống, phải không? Có những hạt giống chủng tử đó. Mà bây giờ những hạt giống chủng tử này nó chết rồi, quý thầy tưới nước, bất cứ tưới nước nào nó cũng sống được. Cho nên một khi mà các thiền sư mà ngộ đạo rồi á, tại sao các ngài vào trong quán rượu, vào trong tủ điếm mà các ngài không khởi niệm? Có lý do. Mà bây giờ cái phương pháp bên Nhật, các quý thầy coi báo giác ngộ chưa? Không phải mà cái người trẻ tuổi á, bây giờ họ đến chùa á, họ thấy có một cái gì nó cao siêu á, cho nên họ không dám đến chùa nữa. Thì các vị thiền sư bên Nhật Bản bây giờ làm cái gì? Bây giờ tuổi trẻ nó không đến chùa nữa, mà cái vật chất thì nó tăng trưởng, mà cái đạo đức càng ngày càng mất.
Cho nên các ngài phải hy sinh vào trong quán ba để mà dìu dắt những người đó. Quý thầy đọc báo giác ngộ chưa? Vào những cái quán ba lớn á, 4-5 thầy luôn vào đó. Đó là cái tông gì đó, những cái tông Quan Nghiêm tông, là Thiên Thai tông, Thiền tông, các vị thiền sư đó đều vào những cái cảnh giới đó để mà dìu dắt những cái chúng sanh đó. Mà quý thầy vào quý thầy chết liền, chết không? Hả? Đức Chí vào được không? Mình vào là mình chết liền. Bởi vì trong tâm thức mình vẫn còn những hạt giống đó, cho nên cái nước mà tham ái mà nó tưới vào cái là nó tăng trưởng liền, là quý thầy phạm giới liền. Chừng nào mà những cái hạt giống tham ái là nó không còn trong tâm thức của mình nữa, thì tự nhiên sao? Tức khắc mình đi đến đâu nó cũng được tự tại hết, được giải thoát, được trang nghiêm hết. Còn này chưa được thì chúng ta phải thu thúc trong thiền viện tu 5 năm, 10 năm, rồi 20 năm, 30 năm. Đối với thầy, tại sao một người mà kiến tính thấy được đạo rồi vào núi tu 30 năm, 40 năm? Biết không? Biết làm gì không? Hả? Bây giờ báo giác ngộ nói có, bây giờ có một cái phái gì mà trưởng dưỡng thánh thai đó. Trưởng dưỡng thánh thai, chừng nào thánh thai nó lớn, bởi vì này bắt đầu là thành tựu đó, thành Phật, thành tổ rồi. Trưởng dưỡng kiểu vậy đó là ngoại đạo rồi, quý thầy nhớ nha. Báo giác ngộ bây giờ đăng đó, nói là có chồng con bây giờ không có ở nhà làm ăn nữa, bây giờ nghe nói là tu cái thánh thai á, trưởng dưỡng chừng nào mà cái bụng nó lớn là thành tựu. Cái đó là ngoại đạo, còn đây không phải. Trưởng dưỡng thánh thai có nghĩa là mình quân tập cái đạo đức mình càng ngày càng sâu dày. Cái thứ hai nữa là cho những cái hạt giống tham ái của mình nó chết, nó khô, nó cạn, nó kiệt, nó không còn sống dậy nữa, thì tức khắc thì tự nhiên quý thầy vào cuộc đời này không có ảnh hưởng gì hết. Cho nên một người mà mới vào tu đạo rồi đó, mới xuất gia, thì tại sao hòa thượng thầy trụ trì không dám cho ra nhà khách tiếp viên, không cho dám ra làm hương đăng đại khái vậy, rồi làm nhà khách mà bắt buộc quý thầy phải vào trong này để quý thầy tu, quý thầy trưởng dưỡng. Bởi vì những hạt giống quý thầy còn rất là nhiều, mà ra là bảo đảm tiếp duyên xuất cảnh, thì tự nhiên cái hạt giống này sống dậy, mà sống dậy rất là mạnh đó. Còn có những người mà tu mười mấy 20 năm rồi, dù sao đi nữa thì những cái hạt giống tham ái này nó đã khô cạn bớt. Nhớ kỹ đúng đó. Cho nên ở đây nói là tu mà không có biết là hay chấp trước, mà chính chấp trước đó là rớt vào đường tà, rớt vào đường ma. Tưởng mình chứng thánh chứng đạo rồi, nhưng mà thiệt ra không phải. Chứng thánh chứng đạo cái đạo Phật rất là đơn giản, không có gì mà quyền bí đó. Chừng nào trong tâm mình cảm thấy được tham, sân, si, tật đố, ích kỷ gì nữa nhỏ mọn mà càng ngày càng bớt, biết mình đang tu tiến, mà muốn được trong tâm mình những cái tật đố, những cái sang tham, những cái ích kỷ nó bớt, với thầy tu phương pháp gì nói thử đi. Nãy giờ tôi nói này, mình làm như thế nào đó để mình uống thuốc cho nó tiêu cái sạn thận này. Thành đạo biết không? Uống thuốc gì? Biết không? Học phải trả bài chứ. Học là tôi hay kêu lắm á, quý thầy chuẩn bị dữ á. Biết không? Hả? Không biết hả? Rồi thôi ngồi xuống. Không cái gì mà khó đó. Ở đây ý tôi nói, tôi nêu ra, tôi hay nêu cái vấn đề này nè. Chẳng hạn như á, mình muốn cho nó tiêu dung những cái hạt giống tật đố, ích kỷ, sang tham của mình á, thì trong cuộc sống tu hành này á, là quý thầy phải tăng trưởng những cái hạt giống thiện pháp cho nhiều. Mà hạt giống thiện pháp nhiều chừng nào thì nó đánh bạc những cái hạt giống ác pháp từ vô lượng kiếp. Chẳng hạn như mình thấy huynh đệ làm mệt nhọc, cái mình đến mình giúp đỡ, mình san sẻ, mình có một cái tâm bao dung tha thứ, tức là khắc kỷ với chính mình mà bao dung với người thì đúng. Còn đây á, quý thầy á, tu càng tu mà lúc nào quý thầy cũng làm gì? Bao dung với chính mình mà khắc kỷ với người khác là coi chừng. Cái pháp tu đó không phải pháp của Phật, nhớ kỹ nha. Mà mình trong tổ sư nói là mình đầu tròn áo vuông, mà mình tu cái pháp đó là pháp ngoại đạo. Mà tại sao mình tu pháp của Phật mà nó sanh ra pháp đó? Là trong duy thức học nói là trong vô lượng kiếp mình đã từng tu với một cái phái ngoại đạo nào đó rồi, bây giờ những hạt giống nó còn sống lại, mà chính nó sống lại, cái mình vào đây mình tu pháp Phật cũng là thành pháp. Pháp gì? Pháp ma, pháp ngoại đạo, chứ không phải pháp của Phật. Mà pháp của Phật cái mình tu chừng nào mình thấy cái tâm tập đố mình càng bớt, mình thấy rõ càng bớt. Ngày xưa mình thấy người đó được hạnh phúc, người đó được an ổn, người đó làm cái gì cũng hơn mình á, thì mình thích lắm. Mình không thích, mà bây giờ người đó làm hơn mình á, thì tự nhiên mình thích, mình vui, mình nâng đỡ người đó. Thì chính cái điểm đó mình biết mình đang tu tiến. Đó là pháp của Phật, chứ không phải nói quý thầy mà ngồi cái hào quang đó, chiếu lên. Phải chiếu không? Tu thiền mà ngồi hào quang chiếu ra, đúng không? Bữa có một cái cô đó nói nè, thầy chỉ cách làm như thế nào đó cho con ngồi thiền cái hào quang nó chiếu ra cái gia đình con tu hết. Tôi nói tu thiền của hòa thượng đâu có chiếu,
Mà ngày xưa mà cô hay chửi lộn, hay chửi gì đó, đánh bạc, đánh bài, nhảy đầm, bây giờ cô bớt, cô đừng có làm ba chuyện đó nữa. Thì người nhà thấy cô, ổ sao bên đây lạ kỳ quá. Ngày xưa nói tiếng thứ nhất là nói tiếng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Mà bây giờ nói nó thì nó nhường, nó nhịn thì đúng. Phương pháp của Phật là như thế thôi, rất là đơn giản. Mà chính cái vấn đề đó là trong 24 quay nghi đều có hết, Phật thấy rất là rõ. Đó. Cho nên kinh Bách Viên nói quét đất được năm thứ công đức thù tháng, thấy không? Cho nên qua cái phần này, phần lý luôn, là trong kinh Bách Viên là Phật có nói á, là quét đất được năm thứ công đức thù tháng. Thứ nhất là trừ tâm nhơ cho mình. Đó, quý thầy thấy không? Trừ tâm nhơ là gì? Tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm tật đố, tâm ích kỷ, tâm kiêu mạn. Cho nên sáng nay quý thầy thấy trên bảng mình đi quét sân, cứ đi đi. Tôi thấy quét sân nó hay cái điểm này nè. Chẳng hạn như tôi làm nhà khách á, đúng ra tôi làm nhà khách tôi không cần quét cũng được, nhưng mà sáng là tôi phải xách cây chổi đi quét. Quét làm gì? Thứ nhất là mình tập thể dục, thứ hai là trong lúc mình quét mình chánh niệm, mình quán tưởng, quán tưởng sâu sắc là mình đang quét đất tanh của mình, bao nhiêu rác rưởi, bao nhiêu tật đố xấu ác của chính mình quét sạch, ngày nào cũng quét hết. Cần tảo già lam địa đó, thời thời phước quẩy sanh, tức là siêng năng quét đất già lam thì lâu ngày trời tháng phước quẩy nó tăng trưởng. Đó, rất là rõ. Cho nên ở đây nói là trừ tâm nhơ cho mình. À, quý thầy nhớ trong cái kinh mà kinh Pháp Cú đó, phải không? Có hai anh em đó, một người anh tên là Đại Bàn Đạt Xuất Gia, thì 3 tháng thì đắc quả A La Hán, thì mới về mới rủ người em đi tu. Người em tên là gì? Châu Lợi Bàn Đạt đó, phải không? Thì sao? Đọc cái chữ gì? Một bài kệ mà mấy tháng trời, mấy năm trời cũng thuộc. Thì cuối cùng Đức Phật mới dùng phương tiện thiện xảo, mới chỉ là gì? Quét sân nó chổi quét đó, phải không? Vừa gì? Vừa 3 tháng sau thì chứng quả vị A La Hán, hiện cái sức năng lực thần thông lên. Mà nói ra thì quý thầy biết là trong thời quá khứ á, thời Phật Ca Diếp á, ngài là một vị pháp sư rất là thông minh. Thì một hôm có một thầy tỳ kheo là hơi dốt một chút á, cho nên chế giễu nói ông thầy này dốt gì không biết làm cợ, làm cú, làm câu gì hết. Do cái nhân duyên đó trên bây giờ bị cái quả báo, cho nên quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Ở đây á, thì ý nói là gì? Thứ nhất á, là trừ cái tâm nhơ cho mình, quét đất nó được một cái phước thù thắng á, là trừ cái tâm nhơ đó. Thứ hai á, là trừ tâm nhơ cho người khác. Có nghĩa là quý thầy mà thường mà xuyên quét sân á, tức là quét cái tâm địa, đất tâm của mình á, thì một thời gian á, tự nhiên mình có một cái năng lực lớn tiếp hoạt lợi sanh. Ở đây mình đừng có nghĩ rằng á, mình học hiểu kinh điển nhiều cái quý thầy ra nói Phật tử nghe không có. Bởi vì tâm mình còn cù cặn nhiều quá, nói sao nghe được. Cho nên quý thầy thấy tại sao mà ngày xưa một lời của Đức Phật phổ xuống mà đại chúng ngộ đạo rất là nhiều, biết không? Bởi vì Đức Phật dùng cái tâm Phật nó ứng tác ra, nó có một cái năng lực riêng, ứng tác ra rồi thì tự nhiên chúng sanh dưới họ hiểu, họ nghe hết. Cho nên mình thấy trong kinh Phật diễn tả có một đoạn như thế này, chẳng hạn như người nào mà có duyên với Phật, chẳng hạn như Xá Lợi Phất, một Kiền Liên đó, đến với Phật, Phật nói thiện lai tỳ kheo, cái râu tóc tự rụng hết, đúng không? Bây giờ quý thầy hiểu sao có thần thông hay gì? Nó hỏi thiện lai tỳ kheo, về râu tóc tự rụng thì cà sa trên mình đầy đủ hết, thành cái tướng đại sa môn. Thì ở đây tôi giải theo cái hai phần. Thứ nhất á, là theo cái lý á, là gì? Có người giải thích đó là cái lý á, là râu tóc tự rụng á, là cái phiền não từ vô lượng kiếp ngay trong giờ phút thực tại đó gặp Phật tự nhiên rơi rụng hết. Mà cái lý á, tức là cái điều thứ hai á, mà trong kinh diễn tả là Phật có 18 pháp bất cộng, có một cái năng lực bất khả tư nghị. Mà một khi mà cái năng lực Đức Phật mà nó ứng tác vào cái điểm nào á, thì tự nhiên á, ngay ta bà cũng biến thành tịnh độ, ngay cái chỗ xấu ác nhất cũng biến thành cái chỗ gì? Cái chỗ niết bàn. Trên cái năng lực Phật nói sở dĩ ta có một cái năng lực thù thắng như thế vậy, là trong vô lượng kiếp, trong nhiều đời nhiều kiếp, ta luôn luôn làm cái thiện pháp, mà trong 10 pháp bất cộng đó có một cái dục vô giảm đó. Dục là cái lòng mong muốn làm những cái điều thiện pháp mà không bao giờ nhàm chán. Phật luôn luôn Phật thích làm những cái điều thiện pháp đó, mà chưa từng bao giờ Phật làm những cái điều ác pháp từ khi mà biết đạo lý rồi. Thì đây chúng ta vào, chúng ta biết được cái điểm này rồi á, thì chúng ta gì? Xuyên quét sân, tức là quét cái tâm nhơ
của mình á, thì mình có được một cái năng lực thù thắng, mai kia với thầy tiếp hoạt lợi sanh. Cho nên á, mình có một cái năng lực lớn rồi đó, thì mình nói thì họ mới nghe, họ mới tu tập, họ mới chuyển hóa. Chẳng hạn như một lời pháp của quý thầy nói mà không ai tu ai tập, họ phỉ báng rồi nữa, thì thôi á, uổng công, nó cũng có lợi ích gì hết. Mà sở dĩ không được gì á là chúng ta không chuyên cần quét sân đó. Rồi thứ ba là bỏ cái tánh kiêu mạn. Ở đây là quý thầy mà mới xuất gia lưu ý cái điểm này nè. Chẳng hạn như ở ngoài đời mình học thức rất là nhiều, phải không? Mình sanh trưởng trong cái gia đình giàu có, rồi mình được thông minh, được trí huệ á. Ngược lại nó khó tu hơn cái người mà sanh trong một cái hoàn cảnh nghèo khó, đúng không? Rồi sao nữa? Mà nó cũng hơi đừng có thông minh quá, vừa vừa đủ rồi, thì dạy dễ tu. Cái pháp tu thiền nó là như thế vậy. Còn đây mình thông minh, mình trí huệ, giàu có, cái gì cũng biết hết, lại sanh cái tâm kiêu mạn lên, đúng không? Mà chính cái tâm kiêu mạn đó nó cản trở cái con đường niết bàn của mình, cản trở đi cái tánh chi kiến như thật của mình, nó cản trở, nó che lấp đó. Cho nên ở đây nói là bỏ cái tánh kiêu mạn thì giống như cái cây cỏi cùng vậy, nhơ sạch đều quét được hết. Mà quét như thế vậy, tự nhiên cái lâu ngày trời tháng mình bỏ cái tánh kiêu mạn của mình. Ở đây quý thầy lưu ý là chẳng hạn như một cái tăng đường sáng ai cũng quét xăng quét rác hết, cái mình ở nhà mình chịu quét, mình đi vòng vòng chơi vậy, như thế là nó biểu tướng lên cái tâm mình có một cái vấn đề nào đó, đúng không? Mà chính cái vấn đề nào đó, nó thật ra thì cái người mà, đừng nói người trí, người mà vừa vừa ta nhìn ta thấy hết rồi, phải không? Có một cái gì nó cản, nó cản mà mình không thể nào mình dùng cái năng lực để mình phủ xuống, mình phụ với đại chúng, mình làm lao tác với đại chúng, nó có một cái gì nó cản lại. Ở đây mình để ý cho nó có một cái năng lực gì cản lại. Mà chính cái năng lực đó thì tự nhiên cái cửa bát nhã nó không bao giờ mở ra được. Cho nên ở đây nói là mình mới xuất gia, là thầy lớn dạy như thế nào mình làm y như thế đi. Rồi bữa tôi có dạy với thầy đó, chuẩn bị mà xuất gia, tôi nói á, một người mà mới xuất gia mà muốn thành tựu sau này á thì giống như gì, cô dâu mới về nhà chồng, đúng không? Cô dâu mới về nhà chồng á thì cha chồng cũng sợ, mẹ chồng cũng sợ, anh chồng cũng sợ, em chồng cũng sợ, cái gì cũng sợ. Phật cái dạy đó, Phật dạy trong kinh Nikaya đó, phải ai nói ra cái gì cũng sợ. Nhưng mà một năm, hai năm, ba năm rồi á thì cha chồng cũng chửi, mẹ chồng cũng chửi, chửi tới luôn. Thì cái người xuất gia Phật nói cũng như thế vậy. Mới á thì nói cái gì cũng nghe hết, nhưng mà chỉ cần một hai năm rồi thì bất cần luôn. Mấy ông thầy lớn cởi mà ông không cần nữa, thì mấy ông cũng ăn cũng uống cũng ngủ nghỉ như tôi vậy, đúng không? Với thầy nghiệm đúng không? Chẳng hạn như đại khái là chẳng hạn như sáng nay với thầy lên ăn cơm, thì với thầy nhìn lại, ủa thầy chủ trì cũng ăn, thầy phó cũng ăn, thầy gì cũng ăn, thì giống như mình vậy, rồi làm việc cũng giống. Nhưng mà trong thiền sư các ngài nói sao, giống thì giống nhưng mà phải thì không phải, đúng không? Đúng cái chỗ đó, như nhau dọc mũi ngang mày, lòng phàm giả thánh mà cách nhau ngàn trùng. Các ngài ăn mà các ngài chánh niệm, các ngài tỉnh thức, các ngài thu thúc sáu căn. Còn mình ăn thì mình luôn luôn phóng cái niệm thèm khát thì nó khác đi, thấy gì nó khác rất là xa. Cũng lên ngồi thiền mà mình nghĩ đủ thứ chuyện hết, mà các ngài ngồi đâu thì các ngài định tĩnh đó thì nó khác đó, không ai dò xét được. Cho nên ở đây mình học Quan Nghi Pháp Tắc mình phải lưu ý ở điểm này. Rồi thứ bốn là điều phục vọng tâm, tức là cái tâm vọng động thì từ từ nó chuyển hóa. Thì trong thiền sư Trung Hoa, một hôm thiền sư Triệu Châu cầm chổi quét đất, đó quý thầy thấy không, thiền sư rồi đó mà cũng cầm chổi quét đất đó. Thì có một vị tăng hỏi: hòa thượng là bậc thiện tri thức, vì sao có bụi? Thì ở đây nói là qua cái lý thiền rồi. Thì sư bảo: bên ngoài đến. Thì vị tăng nói: già lam thanh tịnh, vì sao có bụi? Sư đáp: lại có một điểm. Đó, quý thầy thấy qua cái đoạn này, để phần đầu để cho quý thầy tự hiểu, tức là hòa thượng là thiện tri thức, vì sao có bụi? Sư bảo bên ngoài nó đến. Rồi vị tăng nói: già lam thanh tịnh, vì sao có bụi? Sư đáp: lại có một điểm. Mình vừa chẳng hạn như mình đang ngồi thiền với cái tâm lắng định tĩnh á, quý thầy khởi cái niệm tìm cái chân như, tìm cái Phật tánh, tìm cái chi kiến, tìm cái gì đó, thì nó gì? Lại có một điểm. Có nghĩa là thanh tịnh là bản nhiên nó tự tịnh tự định, mà đây mình khởi niệm mình tác ý trên tâm á thì tức là bệnh. Mà đây á, ngồi thiền chính là không có tác ý trên niệm, nhớ kỹ đến đó nha. Với thầy tu một thời gian với thầy sẽ thấy rõ là vọng khởi lên mà mình không có một cái điểm tác ý lên, nhưng mà vọng tự nó dừng, tự nó lặng,
đó là cái phương pháp mà Hòa Thượng dạy cho mình á. Gì? Thấy biết là chân tâm, nhưng đó đủ. Sở dĩ mà Hòa Thượng dạy cái điểm đó, có nhiều người họ nói là cái phương pháp Hòa Thượng á, thấy biết là chân tâm á, giống như cái phương pháp gì đó tôi cũng nêu ra, nhưng mà họ lầm. Mà cái chỗ mà Hòa Thượng chỉ dạy thấy biết là chân tâm là Hòa Thượng đã thành tựu rồi, còn mình chưa thành tựu, cho nên mình thấy nó rất là khó tu. Mà ở đây Hòa Thượng nói thấy biết là chân tâm là Hòa Thượng không có tác ý trên niệm nữa, biết rõ hết. Chẳng hạn như mình ngồi vẫn còn vọng tưởng, vẫn còn niệm khởi, nhưng mà đơn giản như thế vậy, tự nhiên mình muốn có một cái gì nó cầu kỳ, phải không? Đó, mà chính cái điểm cầu kỳ đó tự nhiên nó sanh bệnh. Mà ở đây không khéo, chúng ta tu thiền mà nếu không khéo á, không có nhìn nhận cho kỹ á, thì cũng dễ rất là bệnh. Bệnh cái gì quý thầy biết không? Người hôm quý thầy có học thiền sư Trung Hoa cái phần tham quán cuối không? Tham quán cuối chẳng hạn như có một người nói là mình dùng cái biết, biết vọng, đúng không? Cũng là vọng tưởng. Thì Hòa Thượng dạy đó, Hòa Thượng nói á, cái người này hỏi tôi là cái người này không tu cái pháp của tôi, đúng. Cái người đó là người bên ngoài. Ngày xưa tôi có là ở Thường Chiếu, tôi có biết cái vấn đề đó. Mà cái năm đó thì rất là rột lộ lên, tức là nó kích bác cái phương pháp chi vọng của Hòa Thượng rất là nhiều. Họ nói là cái biết đó chỉ cũng chính là vọng tưởng, nhưng mà Hòa Thượng nói là lầm chứ tu pháp. Hòa Thượng mới phân tích là ông chủ chỉ biết khách thôi. Mà ở đây họ không hiểu là trong lúc mình biết vọng đó, đó là tánh biết vọng, chứ không phải là dùng cái mà chi hữu nữa. Mà cái tánh biết vọng này nó không tác ý trên niệm đó, thì chỗ đó là chi kiến Phật rồi. Mà tác ý trên vọng đó, thì già lam thanh tịnh đó, thì tự nhiên gì? Tự nhiên có một cái điểm tác ý lên. Mà chính cái điểm đó thì chỉ có người tu cái pháp Hòa Thượng lâu ngày mới nắm bắt được chỗ đó. Còn ở người ngồi họ không biết. Mà chính họ không biết thì tự nhiên họ nói ra, nói vào, cái tự nhiên mình mất niềm tin. Mà mình mất niềm tin cái mình xung đột về pháp, mình không tu cái pháp môn thù thắng này nữa, cái với thầy bỏ tu gì, tu cái phương pháp khác. Mà mình vào đây mình cũng ăn cơm của Hòa Thượng, phải không? Rồi uống nước, cũng uống nước Hồ Tiền Lâm, đại khái như thế vậy. Nhưng mà mình lại tu pháp khác, xung đột về pháp khác, thì nó không có trung thành cái pháp môn nữa. Mà không có trung thành với pháp môn thì sau này quý thầy ra làm việc á, bảo đảm á, chỉ dẫn ta cũng được. Cho nên quý thầy cứ ráng tu cái phương pháp này á, mới đầu rất là khó, vọng niệm rất là nhiều. Bởi vì sao? Ngày xưa á, mình lao theo vọng nhiều quá, bây giờ mình không có lao theo nữa. Mình chặn đứng là thì mình thấy nó nhiều, cũng như nước mà lắm trong thì mình mới thấy cá bơi lội. Cái tâm bây giờ quý thầy nó hơi chút có định rồi thì nó thấy động tướng nhiều, đúng không? Cho nên là tu phải biết. Mà chính cái điểm đó rất là rõ về điểm này. Rồi cái thứ năm á, là thêm lớn công đức được sanh về cõi lành. Đó, tức là càng ngày càng quét sân á, thì nó thêm lớn công đức được sanh về cõi lành. Trong thành Thập Luận có nói, quét một cõi Diêm Phù Đề Đắc Tăng chẳng bằng quét một nắm tay Đắc Phật. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là ở đây á, là Phật dạy á, là mình quét thật nhiều, dầu cho mình quét mà một cõi Diêm Phù Đề Đắc Tăng luôn, mà chẳng bằng quét một nắm tay ở Đắc Phật. Có ý nghĩa rất là sâu, nãy giờ tôi nói đó. Có nghĩa là luôn luôn lao chùi cái tâm vọng động của mình. Rồi tiếp nghĩa, giặt áo trong phải lượm bỏ riệp rộng mới giặt, tháng mùa hạ dùng nước, dùng rồi phải có úp chậu xuống, nếu để ngựa ắt sanh trùng kiến. Đó, quý thầy thấy không? Phật rất là thương các loài chúng sanh, thì Phật dạy mình rất là kỹ. Trong Sa Di Học Sứ ghi, phàm để chậu giặt y, chẳng nên lấy rửa chân và giặt quần, vớ các vật lúc phơi trên xào, cũng đừng cho đụng nhau và đừng ngậm nước mà phun pháp y. Thì xưa tôi đọc đến chỗ này, tôi thấy tại sao mà tổ dạy rất là kỹ. Nhưng mà tôi làm nhà khách là tôi rất là thấy có rõ, có những người trong lúc phơi y không có chánh niệm, không có thu thúc lục căn, thấy cái y nó hơi nhăn, cái phun nước lên ép xuống. Mà bây giờ mình học vào quan nghi mình mới thấy tổ dạng mình á, tổ tiên luật sư á, gọi là tổ này ngài đã chứng thánh quả rồi, ngài thấy á. Sở dĩ chúng ta vào cái thời này mình đủ thừa mạt pháp, mình đổ thừa mạt pháp tu khó chánh định quá, nhưng mà ngài nói á, là nguyên nhân á, không tu cái pháp này bởi vì ác pháp nhiều quá.
mà ác pháp nhiều thì quý thầy không bao giờ bước vào con đường thiền định được. Mà những cái nhỏ nhặt này gọi là ác pháp rồi. Còn chúng ta tu mà chúng ta giữ giới lực thanh tịnh, quay nghi phép tác mình biết á, thì gọi là thiện pháp. Mà thiện pháp tăng trưởng rồi thì quý thầy ngồi thiền định tĩnh liền, rất là rõ. Cho nên đây nói nè: phàm để chậu giặt y, chẳng nên lấy rửa chân và giặt quần vớ các vật khác. Quý thầy có bị cái đó không? Tức là cái chậu giặt y hay là cái thao giặt y là quý thầy phải ghi lên, đây là giặt y, không được giặt đồ khác. Đó. Rồi lúc mà phơi trên xào á, cũng đừng cho đụng nhau, có nghĩa là đụng những cái quần, cái áo của mình đi làm đi rồi đó, không có cho đụng. Và đừng ngậm nước phun pháp y, bởi vì cái gì, cái khẩu, cái miệng của mình nó không có thanh tịnh, đúng không, nó dơ. Mà pháp y này á, các ngài rất là quý. Bởi vì sao? Sách Tăng Kỳ Giới Bổn có nói phải có tư tưởng kính trọng tam y như kính trọng tháp của Phật. Cho nên không phải dễ mà bây giờ quý thầy tự nhiên quý thầy hô biến một cái quý thầy được ba y bình bát, không có. Là sao? Là những cái hạt giống này nó vô lượng kiếp quý thầy đã gieo trồng nhiều kiếp rồi. Mà bà Thượng Tiên Quá nói một người xuất gia là đã 84.000 kiếp đã từng gieo trồng căn lành. Ngày hôm nay tự nhiên mình thức tỉnh, nghe một tiếng chuông, nghe một cái gì đó quý thầy thức tỉnh, nhớ lại, quý thầy bây giờ mới được ba y bình bát. Cho nên các ngài nói là mình phải có tư tưởng kính trọng ba y, chứ không phải là dục y hậu rồi dục tùm lum hết là chậm, không có kính trọng. Mà không kính trọng rồi thì chắc chắn mai kia mình được cái pháp y nữa hay không, mình phải đánh dấu hỏi. Mà pháp y này quý thầy không nhớ, không biết chứ, là trong Luật Tỳ Kheo có ghi lại á, có một thầy tỳ kheo, ngài vào trong núi ngài tu á. Ngài tu rồi á, thì thường thường á, quý thầy ở trong núi ở am thấp, quý thầy nhớ không, là tối lại lấy cái y văng xung quanh cái mùng gì này, văng xung quanh cái mùng để ngủ á. Thì tối lại ngài ngủ trong cái hang, ngài lấy cái y ngài văng lại, ngài văng xung quanh này có một con quỷ, tức là yêu tinh á, đi ngang qua nó định vào bóp cổ ngài. Thì nó định lấy cái tay, dùng cái tay nó bóp cổ thì đung lá y cái nó quảng hồn bỏ chạy. Thì trong Lực có ghi lại là nhờ cái pháp y này cứu cái thầy tỳ kheo này. Rồi hồi xưa ở Thường Chiếu có một cái thấp, cái thấp đó là cái thấp đó mà không biết làm sao mấy ông thầy ở hay bị tối để nó kéo dò kéo cẳng lắm. Thấp ông thầy cái thân biết nè, thành ra có một ông thầy cũng lớn rồi, lớn tuổi hạ đó, mà xuống thầy cởi lẹ, tối nào mà không cái văng cái y lên mùng để mà ngủ á, là kéo dò kéo xuống giường luôn. Mà văng cái y lên rồi thì tự nhiên nó không dám đến quậy phá nữa. Các thầy thấy rất là rõ. Cho nên á, là pháp y này á, là phải kính trọng, giống như là kính trọng tháp của Phật. Mình nghe cái chuyện đó mình thấy nó cái gì nó quyền bí, nhưng mà không phải. Phật có thọ ký mà, sau này sau cái đời mạt pháp mà cái những người nào đó mà mặc ba y của Như Lai mà trong tâm nó không có thật tu hành, nhưng mà cũng có cơm ăn áo mặc. Quý thầy nhớ kỹ những cái đoạn mà trong Luật Phật thọ ký vậy. Bởi vì á, một người mà mặc cái y của Như Lai á, thì giống như là Như Lai còn tại thế, tăng còn tại thế thì Phật còn tại thế. Đó, cho nên á, là phải có tư tưởng kính trọng ba y như kính trọng tháp của Phật. Đó. Cho nên á, ngày xưa á, là Hòa Thượng có cởi lại á, là ở chùa ở đâu á, Long An gì đó, Cần Đước gì đó, có một cái ngôi chùa này, có một cái người này bị quỷ nó nhập, không, quỷ nó nhập. Thì mới mời cái ông chi sự ra trì chú đại bi để mà đuổi con quỷ đó. Mà ông đang trì chú thì con quỷ nó nói á, cái người mà nhập lên nó nói bây giờ đúng ra tôi đánh ông rồi, mà tôi thấy ông mặc y hậu, bây giờ ông cởi ra tôi chơi cho đôi ông liền. Ông biết thấy không, ông mặc y tôi nể ông á, cho ông cởi ra tôi đánh ông liền. Cuối cùng cái quỷ chi sự đã làm được, cái mới mời Hòa Thượng Đàn Đầu ra. Quý thầy thấy Hòa Thượng Đàn Đầu không có nói gì hết á. Hòa Thượng Đàn Đầu nói thì thôi, để nhà cho người ta ở phá phách làm gì, tự nhiên sức ra đi. Không biết thầy thấy không, cũng là gì, cũng là một con người đó, cũng là chú đại bi đó, nhưng mà một người trì thì được năng lực lớn, bây giờ công đức tu hành lâu năm. Mà ở đây ý tôi nói là con quỷ nó nhập vào, nó nói là nể ông lắm á, bởi vì ông mặc pháp y của Như Lai cho nên tôi không đánh, mà ông vừa lọt ra tôi đánh ông liền. Không biết thầy thấy không, cho nên á, sở dĩ mà chúng ta tiếp những cái phái đoàn lớn, hay nói khác hơn, mà quý thầy mà đi lỡ đường vào nhà cư sĩ Phật tử nào đó là quý thầy luôn luôn mặc cái hậu tiếp chuyện, hoặc nói khác hơn là cái y luôn luôn phải bỏ bên mình. Đó, cho nên có những vị thầy nào mà đi chỗ này chỗ kia tự nhiên quên y, quên hậu, quên đồ, là biết cái người này là giới lực không được trang nghiêm thanh tịnh. Cho nên là Phật nói mình y hậu mình lúc nào cũng mang theo,
giống như mà chim mà có hai cái cánh gì đó. Đó, sách ngũ phần nói đi phải biết thời, trái thời chẳng đi, đi bất cứ nơi đâu áo bát mang theo, như chim mang cánh theo trong lúc bay. Thì trong sách ngũ phần có nói á, là mình đi bất cứ nơi đâu á, thì áo bát mang theo như chim mang cánh trong lúc mà bay, tức là y hậu lúc nào cũng phải có hết. Đó, kinh nói tỳ kheo liên qua sách, trong thời quá khứ giỡn chơi pháp y ca sa, ngày nay gặp Phật đắc quả a la hán. Thì trong cái tích chuyện có cởi lại, ngày xưa là vào cái thời quá khứ là tỳ kheo liên qua sắc, là một người dâm nữ một hôm đi ngang qua cái tỉnh xá đó, gặp cái pháp y của Phật, cái mặt lên giỡn cười nói như thế này: nếu mà sau này mà tôi mặc cái y này chứng quả thánh thì hay biết mấy. Thì quả tình giỡn cười thôi đó, mà vào cái thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, bà gặp được Phật tu hành chứng quả vị a la hán. Quý thầy thấy không, cứ nghĩ là mặc pháp y một lần thôi là cái năng lực, là cái công đức không có thể tính cỡi. Trong kinh mà công đức của người xuất gia có nói ấy, là một người mà chỉ cần phát cái y lên một lần thôi là cái người này là gieo trồng vô lượng kiếp chủng tử sâu dày với Phật pháp. Mà cái câu đó quý thầy nhớ cái phần đó là gì không? Ai nhớ lúc mà đắp y lên vào bài lại này đắp y quên hết rồi, Đức Trí nhớ không? Lúc đắp y đọc cỡ gì? Thiện tai hại gì với thầy nhớ không? Đại chứ. Đại tai giải thoát phục, vô tướng phước điền y, phi phụng trì giới hạnh gì, quảng độ chư quần sanh. Tại sao gọi là đại tai? Tức là lớn thay, tức là rất là lớn, rất là vĩ đại. Nó có một cái sự vĩnh cửu nào đó, mình mới mặc được cái pháp phục, cái y của Phật này, chứ không phải chuyện đơn giản. Cho nên đại tai giải thoát phục có nghĩa là lớn lắm, mình mới mặc được cái áo này, cái áo của Như Lai này, chứ không phải chuyện đơn giản. Rồi mình gì, mình mặc pháp y không phải là chuyện chơi chơi, mà mình phải giữ giới, mình phải tu hành như thế nào đó. Bữa sư bác giảng ấy, mặc pháp y rồi không phải là xong, mà mình phải tu hành, mình phải quay nghi phép tắc như thế nào đó. Mà nhất là mấy người mà mới xuất gia nè, chịu khó học lực đi, chịu khó là ôm tầm bối diệp gì đó để mai kia tiếp dẫn hậu lai được, phải không? Cho nên là mới mình phải ráng học lực đó. Nghĩa chẳng được nước nóng đổ trên đất đó, vì sao? Vì chết trùng phước đức mà nó tổn giảm. Cho nên là nước nóng là ở đây quý thầy làm được tôi thấy rất là rõ đó. Nghĩa tất cả gạo bột rau trái chẳng được khinh khi bỏ bậy bạ, phải sanh lòng yêu tiếc. Sai di học sứ ghi, đời nay không tiếc của, đời sau không có mà dùng. Việc đời còn vậy, huống chi là của thường trụ, chúng tăng mà chẳng thêm lòng thương tiếc hay sao? Đó, có nghĩa là ở đây tổ dạy mình là tất cả gạo bột rau trái gì chẳng được khinh khi bỏ bậy bạ gì hết, phải sanh lòng yêu tiếc, mình đừng có bỏ rớt nhiều, phải không? Thì câu chuyện mà quý thầy tôi hay kể đó là câu chuyện ở chùa Thiếu Lâm Tự đó. Chùa Thiếu Lâm Tự này là vào cái thời mà sung mãn nhất là cái chùa đó được tính thí thì sao, cúng dường rất là nhiều, cho nên gạo bốn đổ nhiều lắm. Thì đến cái năm hạn hán đó thì sao, hết gạo ăn, hết gạo ăn thì mới xuống cái chùa ở dưới chân núi mới mượn gạo. Thì mượn gạo lên thì mới hỏi gạo bốn đâu nhiều vậy, nói đâu có gì lạ, ngày xưa là các ngài bún nhiều quá cái bắt đầu đổ dưới cống đó, rồi tôi vớt tôi đem lên tôi phơi đó. Tôi phơi là sao bây giờ có. Thì sau khi mà nghe như thế rồi á, thì cái thầy trụ trì chùa Thiếu Long Tự mới xuống mới đảnh lễ cái vị hòa thượng đó xin làm đệ tử. Đó, cái thầy nghe thấy rất là rõ, có nghĩa là tất cả gạo bột rau trái chẳng được khinh khi bỏ bậy bạ, phải sanh lòng yêu tiếc đó. Thì chúng ta qua cái phần bài thứ 12, tức là vào nhà tắm. Hồi bữa là tôi tính là tranh thủ dậy á, mà tôi nói thôi bây giờ là tôi cần cho quý thầy mà mới xuất gia vào học cái bài này nè, chứ không học nó thì không biết, cho nên sẵn dịp ở đây quý thầy học luôn cho kỹ nè. Bài thứ 12, vào nhà tắm. Sa di học sứ ghi, Phật chế lực nửa tháng tắm rửa, nhân đồng tử kỳ bà bạch, nói tỳ kheo nhiều bệnh, không tắm rửa chẳng khỏi bệnh.
nên thời khai bệnh, sao quỳ làm việc đi xa, vân vân lại khai. Thì quý thầy biết á, ngày xưa vào cái thời Đức Phật á, là nửa tháng chỉ được tắm một lần. Bây giờ nửa tháng tắm lần quý thầy bệnh không? Là ngày xưa sở dĩ mà Phật chế cái luật á, là các thầy tỳ kheo nửa tháng tắm một lần á, là trong đại lực cái ghi lại á, khi Phật an trú tại thành Vương Xá, thì trong thành Vương Xá có ba suối nước nóng. Thứ nhất á, là suối nước nóng của vua tắm. Thứ hai là suối nước nóng của tỳ kheo tắm. Cái thứ ba là suối nước nóng của voi tắm. Thì một hôm á, thì lục quần tỳ kheo á, đến suối nước nóng của vua tắm. Tắm từ sáng, phải không? Đến gì nữa? Đến trưa, vua Ba Tư Nạc một hôm ra tắm mà chờ thôi. Cũng quý thầy mình không phải ráng chờ. Chờ đến trưa mà không ăn cơm luôn, mà xới chiều luôn. Vua nói mấy thầy tỳ kheo này sao không biết, bữa nay tắm dữ không biết. Rồi bị cư sĩ hiềm nghi mới bạch với Phật, nói là các thầy tỳ kheo không biết bữa nay tại sao mà tắm gì mà tắm từ sáng tới trưa tới chiều tới xới. Phật chới ra là từ đây sắp lên mấy ông nửa tháng mới tắm một lần, không được tắm nhiều. Mà mình biết là cái ngày xưa mà Phật chới giới luật ra rồi á, thì các hàng tỳ kheo là giữ nghiêm luôn nha, chứ không phải như mình, phải không? Cho nên Phật dạy á, là từ đây trở đi ta không cho các tỳ kheo tắm, nửa tháng tắm một lần. Rồi có duyên sự Phật khai á, là khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bây giờ Thế Tôn chế giới không cho tắm, thì có một số tỳ kheo thân thể hôi hám, bệnh ghẻ rất là nhiều. Thì Phật hỏi nguyên nhân á, nói là Thế Tôn chế giới rồi tụi con không dám tắm. Thì Phật dạy là từ đây về sau là cho phép gì bệnh ghẻ được tắm. Đó, rất là rõ. Rồi một hôm Phật đến nước Kiều Tát La, khi trời nóng thì các vị tỳ kheo gặp nước á, thì giống như nay á, mà gặp hồ gì đó mới chạy đến rất là nhanh, không có chánh niệm. Phật hỏi nguyên nhân á, thì các thầy tỳ kheo nói nửa tháng nay chưa có tắm cho nên gặp nước rất là mừng. Thì Phật khai ra gặp trường hợp trời nóng bức thì cứ tắm. Quý thầy thấy bây giờ cũng vậy chứ, nghe nói nửa tháng tắm lần, có nhiều người ở đây nè, có nhiều thầy ngày xưa chấp mà chấp không nghiên cứu kỹ. Là mình làm việc chẳng hạn như bây giờ quý thầy lau tát nè, làm cỏ nè, gì nữa, chẻ củi nè, cái nghe nói nửa tháng cái về cái không chịu tắm. Huynh đệ dám gần không, quý thầy mà ngồi thiền chung rồi chắc người ta chạy hết, đúng không? Cho nên phải chới lực, là phải chới ra, khai ra đó. Rồi lại nữa, có một hôm đó, Phật an trú tại thành Xá Vệ, vì năm sự lợi ích nên Thế Tôn cứ năm hôm đi chừng từng cha phòng ốc một lần. Thì thấy một thầy tỳ kheo là chân á bùng sình không à, hỏi nguyên nhân như thế nào á, thì thầy tỳ kheo nói á, Thế Tôn chế là nóng mới được tắm, phải không? Mà bây giờ con có nóng, ghẻ lỡ mới được tắm, mà con cũng ghẻ lỡ. Nói chân ông sao dơ, nói chân con dơ, mà Phật đâu có chế. Phật nói là trừ trường hợp chân dơ cho tắm. Khai ra có những cái lực rất là hay, cái nghe vậy không biết thầy học cái chấp luôn, cái thành lực nó cứng ngắc à, không biết gì hết, đó rất là rõ. Rồi làm việc, rồi làm tất cả mọi cái được tắm rửa hết. Nghĩa trước lấy nước nóng rửa mặt, từ trên đến dưới từ từ rửa đó. Sa di học sứ ghi, mặt là một thân tối tôn, phàm lúc vào nhà tắm trước đem cởi y hạ, móc y hạ rồi dùng nước rửa dưới thân, mới cởi thoát thượng y, móc thượng y trên kế mới dùng nước rửa sạch, xong sau mới vào ao im lặng tụng kệ chú, tùng thượng chí hạ, từ từ rửa quậy. Thì đây với thầy thấy Phật rất là thương xót các thằng hậu học. Nội cái tắm rửa không mà cũng chỉ cho mình rất là kỹ, phải không? Có nghĩa là trước mình vào nhà tắm mình phải rửa mặt. Bây giờ mặt là một cái phần tối tôn, mà phàm vào lúc nhà tắm á, là mình phải cởi y hạ từ từ xuống, tức là cởi áo, cởi từ từ xuống, chứ không phải cởi rõ vô bức ao ao thì không có chánh niệm. Có gì không? Có những người vào nhà tắm á, làm quý thầy thấy rất là không có chánh niệm, xối nước ao ạt ao ạt luôn thì không có chánh niệm. Xối từ từ, rửa từ từ, không có gì mà gấp hết á. Tại sao phải rửa mặt trước? Kinh dạy mặt là phần chung của sáu căn, là cửa của vạn pháp, nhiễm nên trôi nổi trong sanh tử, tịnh nên mãi ở nơi niết bàn. Cho nên mặt của chư Phật như trăng tròn thanh tịnh, người người thấy thì kính mộ, tâm lành do đó mà phát sanh. Cho nên quý thầy thấy mặt là cũng là cửa ngõ của các hạnh. Có những người mà nhìn khuôn mặt cái mình thấy mình thích, đúng không? Nhìn khuôn mặt là thấy, chẳng hạn như mặt Đức Chí này, quý thầy thấy thích là ghét,
Đó. Mình tu làm sao á, mình tự nhiên ta thấy khuôn mặt mình ấy, tự nhiên ta kính, ta mến, ta phát tâm bồ đề. Còn tu làm sao biết là mặt mình nhăn, mặt nhó, mặt gì đó, tự nhiên nhìn là thấy không thích rồi. Mà chính cái điểm này á, mà cái đời sau của mình ra đời ấy, thì tự nhiên người ta nhìn khuôn mặt mình, người ta phát tâm rất là rõ. Cho nên sở dĩ mà mặt của Phật á, thì tự nhiên á, tất cả ai mà thấy được đều phát kính tính hết. Bởi vì vô lượng kiếp Phật tu về cái hạnh gì? Từ bi hỷ xả, thương người, cứu giúp người, cho nên được cái khuôn mặt như thế đó. Còn mặt của La Sát thì sao? Kinh Phật dạy nè: mặt của La Sát giống như rắn, ai nhìn cũng chán ghét, ác tâm nhân đây mà phát khởi. Như vậy mặt là then chốt của các đức, do mặt tịnh thì pháp môn tịnh, pháp môn tịnh thì kiến tư hoặc nó trừ. Đây chính là diệu quả của Niết Bàn vậy. Quý thầy thấy chỉ có một pháp rửa mặt thôi, thì trong kinh phân tích rất là sâu, rất là rộng đó. Chúng ta luôn luôn tỳ hỷ với mọi người, luôn luôn làm những cái việc thiện pháp, thì khuôn mặt mình á, ta thấy ta phát khởi, đúng không? Quý thầy tôi thấy nè, chẳng hạn như mấy người mà đến công quả xuất gia chưa cạo tóc, mình thấy mặt cũng dữ ha. Có mấy thầy đó thấy khuôn mặt là tôi không dám nhận, nhưng mà vào xuất gia cạo tóc rồi tự nhiên mình thấy cái mặt nó cũng được. Tu thiện pháp dần dần á. Cho nên có những người á, tôi bữa tôi gặp cái cô ni, cái vị ni sư này nói như thế này. Đây mình nói cho chút xíu mấy ni đừng có, nhiều khi mấy ni nói mình hay nói tăng quá, mà chính cái vị ni sư đó nói luôn, nói biết làm sao á, tụi con mà cạo tóc rồi á không bằng quý thầy. Người ta thấy người ta cũng không có phát tâm gì nhiêu, mà không hiểu sao mà quý thầy mà cạo tóc ra nhìn nó quý thầy thấy đẹp lắm, nhìn là tụi con còn khởi cái tâm niệm không có tốt á. Mà vị ni sư nói thẳng tôi luôn, quý thầy thấy không, bây giờ chơi cái môi đen cạo đầu nữa rất là nhiều, nên quý thầy thấy rất là rõ. Mà được như thế là gì? Tổ Uy Sơn nói á, là đường đường tăng tướng dung mạo khi là bởi do kiếp trước gieo trồng cái thiện pháp này nhiều, cho nên bây giờ mới có cái tướng hảo như thế. Mà tướng hảo như thế làm gì? Tức là tỳ ni vậy nè, lấy nước rửa mặt cầu cho chúng sanh được pháp thanh tịnh, hết hẳn cấu nhiễm. Có nghĩa là lúc mà chúng ta đến rửa mặt á, thì chúng ta cầu cho tất cả chúng sanh mà trong đó có mình nữa được cái pháp thanh tịnh nhu nhiến, thì hết hẳn cấu nhiễm. Mà trong cái từ nhu nhiến này, quý thầy học trong A Hàm thường thấy á, sở dĩ chúng ta nói chuyện không được nhu nhiến nè, hành động không được nhu nhiến nè, bởi vì ác pháp nhiều. Mà ác pháp nhiều á, thì nói ra cái gì cũng cọc lóc à. Có những thầy mà đã thọ giới thì kheo rồi, nói chuyện với huynh đệ á, nói mày, nói tao. Hòa thượng nói cái đó không đúng, hồi xưa thường chiếu hòa thượng kỵ đó nhất. Quý thầy vào đây xuất gia là kỵ nhất là nói mày, nói tao. Phải nói là sư huynh hay là sư đệ, nhớ kỹ điểm đó. Cái lời nó có móc, phải không? Mà cái lời đó là chính là cái quả niết bàn sau này của quý thầy đó, chứ không có ai đó. Đó. Nghĩa chẳng được lọc đọc khiến nước nóng quăng nhầm người gần, chẳng được tiểu di trong nhà tắm. Cái chỗ này là tôi phải nói lưu ý nhất. Mà ngày xưa nói thẳng luôn là ai cũng có bệnh, bệnh này hết đó, đúng không? Cái nghĩa là sở dĩ ở đây nói là chẳng được lọc đọc á, khiến nước nóng quăng nhầm người á, là ngày xưa á, là tắm không phải như mình đâu, tắm một dọc dài vậy nè. Trong các thiền viện của tổ Bách Trưởng đó là làm nhà tắm không phải như mình, bây giờ từng phòng rồi. Vì sao chẳng được tiểu di trong nhà tắm? Ai biết tiểu di là gì không đó. Tiểu di là quý thầy sau khi mà tắm hết, đây kinh nghiệm bản thân mình nè, ngày xưa tu dạy qua cái này á, là ai cũng bị hết. Tiểu di có nghĩa là lúc mà quý thầy lao rồi, hết lao khô mình hết rồi, chuẩn bị mặc áo á, thì nó giọt ra hai ba giọt thì đó là tiểu di á. Phật cũng cho phép luôn, mà quý thầy phải ráng đứng cái đâu, đứng ngay chỗ nhà, như cái bồn vệ sinh đó, thì quý thầy lao lỡ nó tiểu di nó rớt dưới luôn. Đây là trong Sa Di Học Sứ ghi nè: tiểu di hoặc nói tiểu hành, hoặc nói tiểu giải, hoặc nói tiểu tịnh, hoặc nói tiểu tiện, sông đất sạch còn không nên tiểu, huống chi trong nhà tắm ư. Mà ngày xưa tôi ở Tăng Đường 1, có ông thầy đã sáng, tôi vô trong nhà tắm đó, tôi múc nước súc miệng, tôi thấy khai, tôi ngạc nhiên, tôi nhìn xuống, tôi thấy nguyên một bãi nước tiểu vàng khè luôn. Đây mình nói thẳng cho biết. Mà cái người này là thọ giới tỳ kheo lâu năm rồi, mà sở dĩ như thế hỏi ra thì vào chùa không học quay nghi, không học tỳ ni gì hết, nó mới sanh, nó biến tướng ra. Mà chính cái biến tướng ra bây giờ thầy đã đi lang thang mà không có chỗ nào dám nhận đó. Tôi không có nói tên, mà đi đến đâu người ta đuổi ra hết, người ta dám nhận. Quý thầy thấy nó tổn phước đến mức độ vậy. Đó chỉ là qua báo thôi nha, mà cái quả báo là tái sanh vào cảnh giới địa ngục. Ở đây nói tiếp nè: vốn là tắm rửa nguồn gốc làm trong sạch thân mình, tiểu di trong nhà tắm thì cầu sạch
mà chở làm ô uế. Có nghĩa là mình vào nhà tắm á, bởi vì cái thân mình dơ quá, mình vào nhà tắm ráng tắm cho nó sạch, nhưng mà cuối cùng mình tiểu di trong nhà tắm á, thì cầu sạch mà trở lại thành nhơ. Mà nhơ gì? Nhơ cái tâm của mình. Thân thì sạch mà tâm thì dơ, thôi chi bằng đừng tắm, đúng không? Tôi thấy vậy, chi bằng đừng có tắm. Mà tắm là phải như thế vậy, đã ô uế tự thân lại ô uế cho đại chúng, thì lễ Phật tụng kinh tất cả đều thành bất tịnh. Tội này rất là nặng. Có nghĩa là quý thầy mà vào nhà tắm cứ tiểu đi, và quý thầy ngồi thiền, quý thầy tụng kinh cũng là bất tịnh thôi. Quý thầy thấy rõ lắm, mình học càng ngày mình thấy càng hay, cái giáo pháp của Phật rất là quy diệu. Cho nên mình tu mình thấy, ủa tại sao mình không chầm suốt ra mà không biết mấy cái này mình bị nè. Rồi mình lễ Phật tụng kinh rồi mình thấy nó có gì, nó không có an ổn, sao càng ngày tu càng chán. Có những người tu nói càng ngày tu càng chán, nó không được niềm vui gì hết, là do mấy cái này. Còn đây mình thu thúc mấy cái chỗ này, tự nhiên với thầy tu có kết quả. Chính bản thân chúng tôi biết, mà tôi không có nói ra nhiều khi người ta nói chuyện này chuyện nọ nữa, mà chính với thầy cứ sau này với thầy cứ nghiệm đi, rồi với thầy sẽ gặp tôi để mà tiếp những cái chuyện này. Cứ giữ đi, giữ một thời gian với thầy thấy có kết quả, mà kết quả ngoài sức tưởng tượng của mình đó. Cho nên nói nè, lễ Phật tụng kinh á, thì tất cả cũng đều trở thành bất tịnh. Kinh Tăng Hộ có ghi, thầy tỳ kheo ở chỗ đất sạch, trong đất Già Lam á, đại tiểu tiện không lựa chỗ nơi, do nhân duyên ấy vào trong địa ngục làm con trùng ở trong hầm xí, chịu khổ lửa đốt không bao giờ dứt. Cái nghe nói như vậy, cái quý thầy thấy ở trong nhà tắm thì không cho tiểu, cái quý thầy đi dọc dọc ở đây này cứ tiểu đi, cũng là đất Già Lam, đúng không? Cho nên quý thầy phải kỹ điểm đó. Mà từ ngày tôi học cái này rồi á, xưa tôi học ở dưới thằng Chiếu là không bao giờ dám tiểu bậy ở chỗ nào hết đó. Vào nhà cầu, vào nhà cầu đàng hoàng. Ở đây quý thầy không biết, chỉ cần mà con nít mà chỉ cần 7 tuổi thôi, ở Canada chính chúng tôi chứng kiến luôn, mà cha mẹ nó bắt vào thiền viện mà bắt tiểu, chẳng hạn tiểu cũng không bao giờ nó tiểu, nó có học lực học cái nghi đâu, mà phải dắt vô nhà cầu nó mới tiểu. Chứ nó tiểu gấp cây không bao giờ nó tiểu, chính con nít mà nó tôi chứng kiến này, nó đâu có học, đâu có quay nghi phép tắc gì đâu, mà nó còn được gì, huống chi là mình là người xuất gia. Cho nên phải cẩn thận điểm này rất là lớn đó. Kinh Trang Nghiêm Bảo Vương có nói, hoặc ở chỗ thường trụ hỉ mũi khạc nhổ, người đó sanh trong cây ta la làm con trùng mỏ như cây kim, trải qua 12 năm, hoặc ở chỗ đất thường trụ đại tiểu tiện, người đó sanh trong chỗ đại tiểu tiện nơi thành lớn ba la nại làm con trùng ở chỗ nhơ nhớp cầu xí. Thì đây là với cặp mắt Phật nhãn mới thấy được. Phật nói mình á, ở chỗ thường trụ là hỉ mũi khạc nhổ, thì người đó sanh là con trùng ở gì, ở trong cây ta la đó, mỏ như cây kim. Thì đây với thầy học rồi, với thầy nhớ kỹ điểm đó, chứ không phải rồi á, bị bệnh cảm thì khác với những người khạc cục đồng đó, bay xèo. Tôi thấy rất là rõ ở đây là có những người lớn nữa, chứ không phải là nói nhỏ không, mà đây là mình phải học mình biết, tức là hỉ mũi khạc nhổ là mình phải tìm ở đâu á, chứ đừng có hỉ mũi khạc nhổ đất Già Lam mà người đời còn có chứ mình đó, rất là rõ. Kinh U Bát Kỳ Vương có nói, đất trong cảnh Già Lam đại tiểu tiện bậy bạ 500 đời, độ trong địa ngục bạc ba, sau 20 kiếp thường làm con bò hung, hai cánh tay ôm chỗ nhơ ấy cho đến trọn đời đó. Quý thầy thấy không, cái nghe như thế quý thầy học cái lý thiền rồi, nói cái gì cũng không, cái gì cũng có, cái gì cũng nhân quả, đúng không? Mấy ông hù vậy chứ Phật hù chứ làm gì có chuyện đó, cái gì cũng bác không hết. Thì trong thiền sư Trung Hoa cái ghi đó, có một vị cư sĩ đến hỏi thiền sư Chí Tạng đó, có thiên đường có địa ngục hay không á, sư đáp có. Rồi hỏi có Phật có pháp có tăng có tam bảo không, đáp gì cũng có hết. Thì cái ông cư sĩ ông nói là coi chừng hòa thượng nói lộn á. Thì vị hòa thượng này biết rồi, hỏi ông đã từng gặp vị tông túc nào chưa, thì nói là đã gặp hòa thượng Cảnh Sơn. Hỏi cái gì hòa thượng cũng nói không hết á. Thì thiền sư Chí Tạng nói sao, nó ông có vợ chưa, bây giờ có nhà không, có không có là đúng rồi, còn hòa thượng cái gì cũng không. Bữa mình học thiền sư Trung Phong á, là mấy ông tu thiền đừng có nói cái gì cũng không hay cái gì cũng không, là mấy ông chưa có ngộ. Ngặt một điểm là mấy ông chưa có ngộ, cho nên cái gì cũng có hết, pháp giới đều hiển bày ra hết đó, rất là rõ. Cho nên á, là trong kinh Hoa Nghiêm có nói rất là rõ là Bồ Tát Thất Địa phải tu tập 10 loại trí tuệ phương tiện thù thắng. Có nghĩa là Bồ Tát thấy gì, tỳ khéo tu tập chánh định, không vô tướng vô nguyện,
mà từ bi chẳng bỏ chúng sanh. Quý thầy thấy rất là rõ phải không? Có nghĩa là ti gì? Tu chánh định nè, không, tức là thấy các pháp đều là vô ngã, không có thật, nó do nhiều yếu tố hợp lại. Và thấy gì là vô tướng, vô hiện, tức là không tạo tác nữa. Nhưng mà từ bi chẳng bỏ một chúng sanh nào hết á. Có nghĩa là ở đây mình tu cái gì cũng phải đạt đến cái chỗ vô ngã, vô tướng, không tạo tác. Nhưng mà mình thương cái hàng hậu học là quý thầy phải quay nghi phép tắc đầy đủ, thương không bỏ chúng sanh. Đó. Rồi hai, ti đã được pháp bình đẳng của chư Phật mà thường ưa cúng dường chư Phật. Đó, quý thầy thấy không? Cứ nghĩa là các ngài đã tu được cái pháp bình đẳng của chư Phật rồi đó, tức là không còn thiện, không còn ác, không còn năng, không còn sở, không còn chủ, còn khách, nhưng mà hay cúng dường chư Phật. Quý thầy biết cúng dường chư Phật là gì không? Ai biết? Thầy Thành Pháp biết không? Thường thường mình trong kinh mình nói ưa cúng dường chư Phật á, biết không? Mà ưa cúng dường chư Phật ở đây á, tức là mình tu đến cái pháp bình đẳng rồi á, là làm các điều thiện, tức là cúng dường chư Phật, tránh các điều ác. Trong cái gì lá đó, mình nghe nó cúng dường chư Phật là mình tưởng có một vị Phật nào cúng dường, nhưng mà luôn luôn làm các việc thiện, nhưng mà không chấp trước, bởi vì đạt đến cái chỗ bình đẳng như chư Phật rồi, nhưng mà vẫn làm các điều thiện, nhưng mà tránh xa các điều ác. Đó là cúng dường chư Phật, cúng dường chư Pháp, cúng dường chư Tăng. Đó là thành tựu nhất niệm tam bảo. Đó, rất là rõ. Rồi, thứ ba là ti vào môn trí huệ quán không mà vẫn siêng năng tích lũy phước đức, chứ không phải nói cái gì cũng không mà buông hết. Rất là rõ không? Ti vào môn trí huệ quán không rồi đó mà vẫn siêng năng tích lũy phước đức, tức là làm những cái việc thiện pháp. Đó. Bốn, ti rời xa ba cõi mà vẫn trang nghiêm ba cõi, tức là rời xa dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nhưng mà vẫn trang nghiêm ba cõi cho các chúng sanh gì trú ngụ mà tu tập về cái pháp lành này. Thứ năm, ti đã dập tắt trọn vẹn những ngọn lửa phiền não mà lại vì tất cả chúng sanh khởi và diệt ba ngọn lửa phiền não tham sân si. Thì đây quý thầy thấy không, rất là khó. Tức là các ngài ngộ, tức là sân vì đạo đó, tức là thương chúng sanh quá. Chẳng hạn như hòa thượng nè, quý thầy lớn đó, quý thầy trụ trì đó, mà thấy quý thầy làm cái gì trái, các ngài cũng phải răng, các ngài cũng phải dạy. Chứ không nói thôi bây giờ quý thầy làm lúng luôn, mà các ngài dạy như thế vậy thì có niệm không? Tức là có niệm khởi và diệt, vì các ngài ứng tác là phương tiện, vì thương chúng sanh quá, nếu để làm bậy thì nó đổ địa ngục, cho nên phải răng, phải dạy đó. Rồi thứ sáu, ti biết rõ các pháp như quyển, như mộng, như tiếng quang, như sóng nắng, như ảo hóa, như trăng đáy nước, như bóng trong gương, tự tánh không hai, nhưng vẫn tùy theo tâm niệm của chúng sanh mà tạo tác vô lượng sai biệt, tức là ứng tác ra muôn ngàn sai biệt khác. Chẳng hạn như quý thầy mà thích tu thiền thì các ngài ứng ra cái phương pháp tu thiền cho mình tu. Ti biết rằng các pháp như quyển, như mộng, như tiếng quang rồi đó, mà ứng tác ra từ tự tánh của các ngài, cho nên thương xót mà tạo tác ra vô lượng pháp môn sai biệt khác đó. Thứ bảy, ti biết các cõi nước giống như hư không mà vẫn có thể dùng diệu hạnh thanh tịnh để trang nghiêm cõi Phật. Chẳng hạn như những cái cõi Phật là cõi Phật A Súc, cõi Phật Dược Sư, vân vân, những cái cõi Phật đó là ti biết là thấm không rồi đó, nhưng mà các ngài vẫn dùng cái diệu hạnh phương tiện thanh tịnh. Mà diệu hạnh phương tiện thanh tịnh này nó ứng tác từ đâu? Nó ứng tác từ cái tâm của hành giả. Chẳng hạn như tâm mình thanh tịnh bao nhiêu ấy thì nó ứng tác ra cõi đó bao nhiêu. Cho nên mình tu hành á, quý thầy thấy nè, có một vị thiền sư người Nhật, ngài khẳng định như thế này, là muốn biết người đó mai kia được giải thoát hay không á, là nhìn cái hành động hàng ngày của người đó, là người đó trong cuộc sống giữa đời thường, giữa tu hành này á, mà giải thoát được 50% á, thì người đó chết được giải thoát 50%. Cái ứng tác ra cái cõi đó liền. Chẳng hạn như quý thầy vừa chết là cái cận tử nghiệp nó ứng tác ra cái cõi đó, cái cõi ngày xưa của mình á, là giúp ích người này, rồi trang nghiêm cho người khác, hay nói khác hơn là mình làm những việc thiện pháp á, thì nó ứng tác ra cái cõi đó để mình khởi hợp, mình tu tập tiếp tục. Còn mình làm ác pháp thì cũng có những cái cõi khác nó ứng hiện ra. Cho nên địa ngục hay là niết bàn hay là những cái cõi cảnh giới lành á, đều do tâm mình biến hiện ra hết. Cho nên các ngài á, tuy là biết các pháp hay là các cõi nước là giống như hư không, mà vẫn có thể dùng diệu hạnh thanh tịnh để trang nghiêm cõi Phật. Cho nên hồi bữa là có một vị cư sĩ nói như thế này,
là đạo Phật nói cái gì cũng vô ngã, đúng không? Đạo Phật nói cái gì cũng vô ngã. Như vậy mình đã vô ngã rồi thì mình tu làm gì? Rồi ai tu, ai chứng, ai thọ khổ? Với thầy nghiệm anh đúng không? Cho nên ở đây mình thấy rất là rõ, cái gì nó cũng có cái chỗ nương tựa hết á. Nhưng mà quý thầy thấy một điểm, có một cái không nương tựa, biết không? Không nương tựa nhưng mà mỗi cái đều nhờ cái đó nương tựa. Ai biết? Có nghĩa là ví dụ chẳng hạn như cái bàn này nó cũng nương tựa cái gì? Nương tựa hư không. Tất cả mọi pháp trên cái cuộc đời này, quảng pháp đều có cái chỗ nương tựa đó. Nhưng mà nhớ kỹ một điều, hư không không nương tựa, nhưng mà hư không sản sinh ra các pháp. Nhưng mà có một cái gì nó sanh hư không, đối với thầy đó. Cái chi kiến Phật nó tiếp tục sanh ra một cái nữa. Mà từ cái chi kiến Phật này bắt đầu các ngài có một cái diệu hạnh thanh tịnh, nó ứng tác ra cái cõi. Giống như là trong Kinh Hoa Nghiêm diễn tả là một tấm kiến, chẳng hạn như một tấm kiến phải không, hay là một Đức Phật để xung quanh nè, là xung quanh nó vô vàn cái tấm kiến. Quý thầy thấy không? Chỉ có một Đức Phật thôi, ứng tác ra hết muôn hạnh. Thì quý thầy qua học cái Kinh Hoa Nghiêm rồi mình mới thấy là nó rất là ứng hợp về cái phương pháp thiền của mình. Cho nên ở đây là mình cứ làm thiện pháp đi, cứ tu tập, cứ trang nghiêm thanh tịnh mình đi, đừng có sợ mai kia chết lạc bại không có. Nghiệp nó không bao giờ chơi xấu với thầy, đúng không? Cái khi nào mà hô biến cái với thầy sanh ra châu Phi không có. Khi nào mà quý thầy sanh ra châu Phi rồi sanh ra Afghanistan, Iraq thì không có. Không có chuyện đó, nghiệp không bao giờ chơi xấu mình. Mà nghiệp nó đẩy mình đến một cái cảnh giới nào đó để nó thích ứng trong cuộc sống hàng ngày mình làm. Cho nên trong cuộc sống tu hành á, mình phải biết tránh điều ác, làm các điều lành, đó là đúng nhất. Đừng có nói cái chuyện gì cao siêu hết á, đó. Cái thứ 8, tuy biết pháp thân của chư Phật bản tánh vốn là không có thân, mà dùng tướng hảo để trang nghiêm thân, dìu dắt chúng sanh. Đó. Thứ 9, tuy biết âm thanh của chư Phật bản tánh là không, vắng lặng chẳng nói năng, mà hay thuận theo tất cả chúng sanh, phát ra vô vàn âm thanh huy diệu để nhiếp phục chúng sanh. Tuy biết là cái âm thanh này nó rỗng không rồi đó, nhưng mà bây giờ mình chỉ vậy sao họ biết được. Nên dùng cái phương tiện thiện xảo đi vào cuộc đời này. Cho nên có những người họ nói là Phật Pháp không có sâu, không có sâu màu gì hết đó. Cho nên chán quá. Bây giờ với thầy thấy Phật Pháp sâu màu không? Đây tôi kể là một câu chuyện ngắn thôi. Đây với thầy thấy Phật Pháp rất là quý diệu. Có những người tưởng chừng như cuộc đời này họ bỏ không rồi á, nhưng mà tự nhiên họ nghe một bài Pháp cái họ chuyển quá trong cuộc đời này luôn. Bữa tôi tiếp một người, ngày xưa tôi ở bên Canada, ở tu viện Viền Không á, tôi giảng cái bộ là Thập Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Thì tôi giảng xong là tôi đi về, ai bên đó làm bộ pháp vì tôi không thành vấn đề. Nó lạc lòi tôi không biết. Bây giờ cái bộ nó chạy vòng 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 đến cái chùa Ấn Quang đó. Ấn Quang thì một hôm cái thầy này nghe, nghe xong rồi có một ông cư sĩ này, ông vào ông thỉnh một cái chuông. Thì tình cờ ông nghe, ông nghe sao nó lọt vào tai, ông thấy hợp, ông xin về ông nghe. Mà ngày xưa ông là ăn thịt uống rượu, nhà rất là giàu, bậc đại gia thành phố đó, ăn thịt rồi uống rượu là làm tất cả mọi cái là nó không có thiện pháp, đại khái như thế vậy. Nhưng mà từ ngày anh nghe rồi đó thì bỏ ăn chay trường luôn. Rồi á, người nào mà nghèo ông cất nhà, rồi hay cứu những người mà bệnh ngặt nghèo nhất, quý thầy thấy không? Rồi sau khi mà ông tìm hiểu ra, ông biết tôi ở trên này, ông lên, ông lên tìm hiểu, ông cởi ra hết là tôi mới hiểu. Rồi ông phát tâm, bữa ông phát tâm là ông cúng dường cái tượng Phật cho mình đó. Đó quý thầy thấy không? Cho nên ở đây nói á, là tuy là biết âm thanh của chư Phật bản tánh là không, quán lặng chẳng nói năng, mà hay thuận theo tất cả chúng sanh, phát ra vô vàn âm thanh huy diệu để nhiếp phục chúng sanh. Mình chưa phải là Bồ Tát, phải không? Mình chưa phải là Bồ Tát gì hết á, mình chỉ là phàm phu tăng thôi. Mà quý thầy cứ giữ giới luật thanh tịnh, giữ quay nghi phép tắc đúng á, thì sau này quý thầy cũng dìu dắt tất cả mọi người, chỉ cho họ cái nào là tà pháp, cái nào là chánh pháp, chỉ cái nào họ nên làm, cái nào nên bỏ. Họ biết được họ làm tăng trưởng phước đức đó, rất là rõ. Cứ nghe nói vậy với thầy nói thôi, thời buổi này mà cần cái gì nữa cái buông hết, không có chịu tu tập, không có chịu nhiếp phục gì hết đó, thì không có được đó. Thứ 10, tuy theo lời chỉ dạy của chư Phật, biết rõ ba đời chỉ là một niệm, mà vẫn thuận theo sự phân biệt của chúng sanh, dùng mọi hình tướng, mọi thời gian, mọi kiếp số mà tu tập các hạnh. Quý thầy thấy không? Có nghĩa với thầy thấy không? Là tuy theo lời chỉ dạy của chư Phật, tức là mình hiểu cái lý đó, biết rõ ba đời chỉ là một niệm thôi, quá khứ, hiện tại, vị lai chỉ là một niệm thôi. Quý thầy nghiệm đúng không? Chẳng hạn như
đây là hiện tại, phải không? Mà quý thầy nhích một chút nữa là gì? Quá khứ, đúng không? Mà ba thời chỉ là một niệm tích tắc thôi, nhưng mà biết được như thế rồi đó, nhưng mà cũng vào cuộc đời này dùng mọi hình tướng, mọi thời gian, mọi kiếp số mà tu tập các pháp lành. Cho nên ở đây chúng ta được cái duyên may là quý thầy mới xuất gia được về đầu tròn áo vuông, được học giới lực, được học quay nghi phép tắc của mười phương chư Phật nữa, thì mình biết cái chủng duyên mình rất là sâu. Mà muốn được chủng duyên này kéo dài á, thì tôi xin một điều quý thầy ráng cố gắng làm tất cả các việc thiện pháp. Chứ còn đây mình không chịu làm tất cả các việc thiện pháp á, thu thúc sáu căn á, tức là nói những cái lời nhu nhiến á, thì quý thầy bảo đảm tu một thời gian chán không có chịu tu nữa. Mà ở đây có một số quý thầy đã xuất chúng, hỏi ra là không có niềm vui chánh pháp, không có được vị ngộ của chánh pháp. Mà chính không có được vị ngộ của chánh pháp rồi thì quý thầy tu một thời gian là chán liền, chán rất là chán. Mà muốn được như thế rồi thì quý thầy làm thiện pháp, tu tập thiện pháp đó để thành tựu chủng trí bát nhã. Thôi chúng ta nghĩ ha, kỳ sau mình học tiếp. Quý thầy chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận tại nguyện độ Pháp mong vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thượng thời nguyện thành